vu sư truy cầu tri thức truy đuổi chân lý dùng tri thức cậy động siêu phàm lấy siêu phàm thay đổi thế giới họ lạnh lùng tỉnh táo giống như một cỗ máy cũng là tham lam sở cầu vô độ thao thiết thần linh trở thành tư liệu sống trên bàn thí nghiệm của bọn họ thế giới trở thành bãi săn của bọn họ dấu chân của bọn họ trải rộng thế giới mỗi một góc cuối cùng đem ánh mắt đặt ở vô cùng vị diện đám này truy tìm thế gian chân lý vu sư bắt đầu thiêu đốt viễn chinh. Aaron mang Crimson Modify đến thế giới này và đặt chân lên con đường theo đuổi sự thật. Từ khóa tiểu thuyết Phù thủy Từ đạt được Crimson Modify bắt đầu không đạn cửa sổ, phù thủy Từ đạt được Crimson Modify bắt đầu TXT toàn tập đao loa, phù thủy Từ đạt được Crimson Modify bắt đầu chương mới nhất Chương 1 đỏ thẩm máy sửa chữa khởi động thành công. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Đỏ thẩm sửa đổi khí khởi động thành công một nam vu sư trung niên mặt hắc bào, hốc mắt hãm sâu, mũi ưng, vẻ mặt lãnh đạm, làn da đặc biệt trắng nõn, trên vai đứng một con quạ đen mắt đỏ lãnh đạm nói. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ta sẽ đảm nhiệm chức vụ giảng dạy lão sư của các ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Pháp Sư. Bây giờ, hãy mở trang đầu tiên của danh sách giá sách của bạn, đánh dấu vào cuốn Nylon Worldwide Common và Meditatin Pratic, và ký tên thật của bạn. Aaron đoan chín chín ngồi ở trước bàn học giống như gốc cây mở ra bản giá giống như cuốn da dê. Xúc cảm trang sách tinh tế ngoài ý muốn, giống như da thịt nữ nhân mềm mại, ôn nhuận. Hay nói cách khác, nó chính là dùng làn da của nữ nhân chế thành. Aaron mất tự nhiên vặn vẹo thân thể một chút, đem ý niệm này ném lên chín tầng mây, ánh mắt dừng ở trên trang sách. Ma hóa cơ quan cải tạo sơ giải ngón tay. 60 ma thạch giới thiệu về Viện Nghiên cứu Tâm lý Người Sử dụng Ma túy, PSG, Now Knowledge. Miễn phí, còn có. Minh tưởng Pháp, Á Luân ánh mắt nhanh chóng đảo qua nội dung. Tìm được rồi. Minh tưởng Pháp. 100 ma thạch, học đồ chuyên môn giá, aaron à à nhìn chữ 100 ma thạch phía sau phương pháp minh tưởng, trong lòng dân lên một dự cảm không lành. Danh sách giá sách, miễn phí, 100 viên đá ma thuật không phải đâu. Mang vu sư, xin hỏi, bản giá thượng minh tưởng pháp phía sau 100 ma thạch là ý gì? Một cái chóp mũi mọc ra mấy khỏa tàn nhang tóc nâu thiếu nữ rụt rè giơ tay hỏi. Vu sư mang ánh mắt lãnh đạm, không có làm bất kỳ giải đáp nào. Quả đen mắt đỏ đứng trên vai hắn cười khúc khích. Tiểu cô nương, chẳng lẽ người dẫn đường của già Lam học viện không nói cho các ngươi biết sao? Ở trong học viện, ngoài trường nylon thế giới thông thức bên ngoài bất cứ vật gì, đều cần ma thạch. Quả đen tiên sinh, nhưng trên người chúng ta không có nhiều ma thạch như vậy a. À? một cậu bé tóc quăng ngồi gần A-A-Rong nặng ra nụ cười cứng nhắc. Đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Con quả mắt đỏ la hét gian rộng đôi cánh và bay đến bàn giảng. Aaron à, tin tinh mắt, nhìn thấy bên trong cánh quả đen này treo đầy khối u thịt màu đen sền sệt như dầu mỏ. Trong đó có một con từ phía trên trượt xuống bàn giảng, vừa tiếp xúc với mặt bàn, biến thành một con sâu thịt dài màu sắc tương tự như bàn giảng. Nó cúi đầu lập tức mổ sâu thịt bằng gỗ, nuốt vào, thoải mái nheo mắt lại. Trong ánh mắt chờ đợi của các học đồ, nó khàn khàn nói: "Chuyện này có liên quan gì đến chủ nhân của ta?" Nhưng mà Pháp Sư Mang không phải là sư phụ của chúng ta sao? Vu Sư Mang hơi nhíu mày, phần linh động trong mắt quả đen mắt đỏ kia biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại có lạnh như băng cùng trống rỗng. Miệng nó mở ra, không hề có dấu hiệu phát ra cực kỳ bén nhọn chói tai sóng âm, tất cả học đồ đại não nhất thời như gặp trọng kích, ông hai tay thống khổ trên rỉ lên. Linh hoàng vu thuật thứ hồn kêu trên. Hai cái quanh co uống lượng máu tươi theo a a mũi chậm rãi chảy xuống trước mắt cảnh tượng xuất hiện bóng ma hiện tại chọn ký tên vu sư mang lạnh như băng nói aaron cố nén sự khó chịu của cơ thể cầm bút lông lên đánh dấu hai môn học này sau đó ký tên mình vào cuối cuộn da dê gasrin aaron sau khi ký tên các ký tự trên cuộn da trở nên méo mó như mực rơi xuống nước chẳng mấy chốc một dòng ký tự mới xuất hiện trên giấy da Học đồ Gathering, Aaron tự nguyện cùng Gia Lam học viện ký kết hiệp nghị. Học viện Gia Lam sẽ cung cấp hai môn học là Thông thức Thế giới Nylon, miễn phí, và Phương pháp Thiền định, 103 thạch giá học nghề. Nylon Worldwide là tất cả tài sản của học viện, bất kỳ học trò nào cũng không được bôi nhọ, hư hỏng, mất mát, người vi phạm tự nguyện mua quyền sở hữu cuốn sách với giá gốc, 40 viên đá ma thuật. Hai, học đồ trong vòng 2 tháng tu luyện thành công hạt giống tinh thần học viện có thể miễn toàn bộ chi phí mua phương pháp thiền định. Những người học việc đã thành công trong việc tu luyện hạt giống tinh thần trong vòng một năm, học viện có thể miễn một phần, 50%, chi phí mua phương pháp thiền định của họ và khoản chi phí còn lại được trả trong vòng 5 năm. 3. Trong vòng một năm không cách nào cô động ra hạt giống tinh thần, sẽ dựa theo hiệp nghị hoàn lại cho già lam học viện 100 ma thạch. Ma thạch không đủ người, tự nguyện trở thành thí nghiệm tư liệu thực tế, cung cấp học viện không hoàn lại sử dụng dòng chữ cuối cùng chói mắt như vậy khắc sâu trong đầu á luân nếu như không cách nào trong vòng một năm tu luyện ra hạt giống tinh thần thì phải hoàn trả một trăm ma thạch ma thạch không đủ hàng ý lạnh thấu xương từ trong lòng hắn chui ra lan tràn khắp nơi sẽ trở thành vật thí nghiệm của học viện các ký tự lại vặn vẹo chúng nối liền với nhau giống như một con rắn đen bơi lội mực tích hắc xà theo giấy da dê vòng quanh bút lông vũ nhanh chóng bò lên trên aaron vội vàng buông bút lông vũ ra con rắn đen này tiếp xúc với ngón giữa của aaron sau đó chui vào trong máu thịt của aaron aaron hoảng sợ nhìn chăm chú vào ngón giữa của mình một vòng phù văn phức tạp hiện ra ở khu vực ngón giữa tới gần rễ của hắn linh giác nói cho hắn biết vi phạm khế ước kết cục sẽ phi thường thê thảm vô luận như thế nào cũng phải trong vòng một năm tu luyện ra hạt giống tinh thần. Niềm vui đặt chân vào thế giới phù thủy tan thành mây khói trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại một cái lạnh sâu thẳm. Một thiếu niên tầm tuổi Á luôn kinh hoàng nức nở. Mang vu sư, cầu ngài giúp ta, ta vừa rồi không cẩn thận câu chọn cái khác chương trình học, ta không muốn chết, ta không muốn trở thành thí nghiệm tư liệu thực tế, ô ô ô. Ngươi quá ôn ao. Mang vu sư mặt không chút thay đổi nói. Hồng nhãn quả đen nghe vậy, mở ra cánh, bên trong một cái như dầu mỏ sền sệt màu đen khối u thịt tự động tróc ra, giống như là đạn bình thường bắn ra, tốc độ nhanh tất cả mọi người phản ứng không kịp. Cái kia khối u thịt rơi vào cái này hơi mập thiếu niên trên môi, rất nhanh biến thành cùng hắn môi giống nhau như đúc tính chất. Sau đó, ở tất cả học đồ hoảng sợ nhìn chăm chú, cái này hơi mập thiếu niên miệng cứ như vậy bị khâu lại. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành một người đàn ông không miệng tất cả mọi người câm như hến không ai dám đứng lên vì cái này là không quen biết hơi mập thiếu niên nói chuyện mọi người vội vàng cúi đầu không dám phát ra nửa điểm tiếng vang sợ khiến cho mang vu sư không vui kim rơi có thể ngửi thấy bây giờ bắt đầu đi học thanh âm của mạng ân vu sư rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người mở thông thức thế giới nên ra tự học đi pháp sư mang nói xong thân thể đột nhiên nổ tung biến thành một đoàn sương mù đen sau đó biến mất không thấy tâm hơi. Chỉ để lại quả đen mắt đỏ đứng ở trên bàn giảng thỉnh thoảng cúi đầu mổ thịt từ trên người mình rơi xuống. Kỳ quái chính là, tại mang pháp sư sau khi rời đi, Aaron à à cảm giác đại não của mình không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, phản phất vừa rồi bất quá chỉ là một hồi ảo giác. Không ai dám có động tác dư thừa, lại càng không dám nói chuyện với người khác. Tất cả mọi người thập phần an tĩnh nhu thuận tuân theo mệnh lệnh của mạng ân vu sư. Aaron nhìn thấy quyển da dê trên bàn vốn nên là bản giá sách chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một quyển to lớn chừng một ngón trỏ dài như vậy. Vỏ bọc hơi cũ, và nó được viết bằng ngôn ngữ nylon. Kiến thức thế giới nylon bên cạnh trang sách bởi vì thường xuyên lật qua lật lại, nổi lên mép lông. Điều này làm cho Ren càng thêm cẩn thận, sợ không cẩn thận liền đem cái này lệ thuộc vào học viện lão đồ cổ cho làm rách. Dù sao, nó đáng giá 40 khối ma thạch. Kiến thức về thế giới phù thủy Siêu phàm thế giới bí ẩn tri thức xuất hiện, thoáng hòa tan Aaron trong lòng hàng ý. Hắn mang theo tò mò, tay phải cẩn thận từng ly từng tí đưa hướng này bản có chút niên đại thư tịch, chuẩn bị mở ra. Ngay khi Aaron vừa chạm vào bìa sách, một hàng ký tự chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy xuất hiện. Mấy sửa chữa đỏ thẩm khởi động thành công. Hết chương này. Chương 2 Ông trời đền bù cho người cần cù cùng hy vọng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Thiên đạo thù cần và hy vọng đỏ thẫm. Sửa đổi khí Á Luân miếm chặt môi, đầu cúi thấp hơn, sợ người khác phát hiện ra biểu tình của hắn lúc này. Chỉ có trời mới biết A rong hiện tại trong lòng cao hứng cỡ nào. Hắn xuyên qua này bộ nguyên thân đến từ Gathering Công Quốc là sản phẩm ngoài ý muốn của một vương tộc sau khi say rượu và một thị nữ. Tên vương tộc này lấy cự năng sinh nổi danh toàn bộ vương đô, con nối giỏi của hắn nhiều đến mấy trăm người to lớn. Cho nên Aaron trên danh nghĩa là con nối giỏi vương tộc, trên thực tế lại cùng tôi tớ kém không nhiều lắm, thậm chí qua còn không bằng một ít tôi tớ. Bởi vì nguyên thân mẫu thân đi sớm, xuất thân thấp duyên cớ, dưỡng thành quái gỡ nhát gan tính tình, trường kỳ bị người ức hiếp cũng không dám phản kháng, cuối cùng lựa chọn nhảy sông tự sát. Lúc này, Aaron xuyên qua tới. Thông qua thu thập tin tức tình báo, Aaron biết thế giới này là có phù thủy. Sự tồn tại của bọn họ cũng không phải là bí ẩn không thể chạm tới. Cứ 5 năm một lần, một phù thủy lại đến công quốc Gasrin để tìm kiếm những đứa trẻ có năng lực. Bất luận tư chất cao thấp, chỉ cần tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, hơn nửa tuổi từ 10 đến 30 đều sẽ mang toàn bộ về học viện mà năm nay, vừa vặn là năm thứ năm. Có lẽ là bởi vì xuyên qua tới tinh thần lực dung hợp duyên cớ, gia rèn tinh thần lực đạt tới trở thành vu sư ngưỡng cửa. Đương nhiên, hắn trở thành học đồ của già Lam học viện. Chỉ là, thế giới siêu phàm không tốt đẹp như Aaron tưởng tượng. Ít nhất, ở già Lam học viện là như vậy. Aaron nhìn xuống xúc động muốn lập tức kiểm tra ngón tay vàng. Nơi này nhiều người mắc tạp, quan trọng nhất là Màn vu sư con quả đen kia vẫn còn. Kinh nghiệm vừa rồi làm cho hắn hiểu được ở trong thế giới này, cẩn thận là phẩm chất trọng yếu cỡ nào. Ngón tay vàng bây giờ là chỗ dựa lớn nhất của hắn, cũng là bí mật và sức mạnh lớn nhất của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép bí mật này lộ ra ngoài. Aaron thông qua hít thở sâu bình phục tâm tình kích động trong lòng, hắn như thường mở trang sách ra đọc. Hạt năng lượng cấu thành thế giới của chúng ta nền tảng nó là chúng ta phù thủy văn minh tồn tại nền tảng. Chúng ta theo đuổi tri thức, thời điểm ban đầu chính là để cậy mở chúng tốt hơn, chúng chính là nguồn gốc ban đầu của kỳ tích. Qua đó, chúng ta đã chinh phục trái đất, đại dương, bầu trời. Chúng ta đã gieo tên phù thủy lên từng tất đất của thế giới nylon. Chúng ta khai sáng một cái văn minh, độc thuộc về chúng ta phù thủy văn minh. Ta tin tưởng vững chắc dấu chân của chúng ta về sau cũng chắc chắn sẽ đặt chân cái khác rộng lớn vô ngần thế giới chưa biết. Tất nhiên, bây giờ chúng ta không còn theo đuổi kiến thức chỉ để khai thác các hạt năng lượng như trước đây. Chúng ta đang theo đuổi chân lý của thế gian. Trải qua nhiều thế hệ phù thủy không ngừng thí nghiệm, có thể xác định tinh thần lực tinh khiết là con đường dễ dàng nhất để nhân loại chúng ta cậy được hạt năng lượng. A-Rồng à, khẩn cấp từng chữ từng câu nhìn xuống, rất nhanh đắm chìm trong thế giới mới lạ này. Nại ân thế giới thông thức là một quyển sách phổ cập khoa học nghiêm cẩn thú vị nó dùng văn tự ngắn gọn hướng á luân không nhanh không chậm giới thiệu thế giới này có lẽ những tri thức này đối với dân bản xứ của thế giới này mà nói là khô khan nhàm chán nhưng là đối với hắn cái này đến từ vô ma thế giới người xuyên việt mà nói trên sách mỗi một cái ký tự đều tràn ngập ma lực aaron giống như một miếng bọt biển hấp thụ kiến thức đến từ nền văn minh phù thủy quá trình này đối với hắn mà nói càng ngập lạc thú. Thời gian cứ như vậy bất tri bất giác từ khe ngón tay lặng lẽ trôi qua. Hai giờ sau, mắt đỏ quả đen bắt chước mang vu sư ngữ khí, thản nhiên nói. Tiếc hôm nay đến đây thôi, tan học. Sau khi nói xong từ tan học, con quả mắt đỏ giang đôi cánh bay lên đầu mọi người để xoay vòng. Cũng may tình cảnh Aaron lo lắng nhất không xuất hiện. Nếu những khối u ác tính bên trong cánh của con quả mắt đỏ này rơi xuống như những hạt mưa, thì thật là một thảm họa. Quả đen mắt đỏ há miệng ra, thanh âm vẫn khàn khàn khó nghe như vậy. Ngày mai minh tưởng khóa buổi sáng 9 giờ bắt đầu, nếu có ai đến muộn, ta không ngại cầm các ngươi thêm cơm, cạc cạc, nó cười quái dị bay đi, rất nhanh biến thành một đạo điểm đen, biến mất ở a, a trong tầm mắt. Quả đen mắt đỏ đi rồi, đám học đồ như rối gỗ lúc này mới sống lại. Bọn họ đứng dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, ông thật chặt, thông thức thế giới nylon vào lòng, sợ một khắc sau nó sẽ biến mất trước mắt mình. Mọi người không có quá nhiều hàng huyên cùng trao đổi, nhào nhào cúi đầu trầm mặt rời khỏi phòng học. Chỉ là hữu ý vô ý, trong lớp tất cả học độ đều tránh đi cái kia miệng biến mất không thấy hơi mập thiếu niên. Gia rèn không giấu vết nhìn hắn một cái, miệng của hắn vị trí bóng loáng bằng phẳng, tự như sinh ra đã là như thế, thầm nghĩ. Miệng hắn biến mất, hắn sẽ chết sao? cái này hơi mập thiếu niên dù là tại ngày mai minh tưởng trên lớp trực tiếp tu luyện ra tinh thần hạt giống dù là màn vu sư tiêu trừ trên người hắn vu thuật chờ đợi hắn còn có một khoản lớn nợ nần còn không được khoản nợ này kết cục chính là trở thành tư liệu thực nghiệm của học viện ở chỗ này đi sai một bước liền có thể trực tiếp bước vào vực sâu vạn trượng aaron hiểu rõ hơn về sự tàn bạo của thế giới phù thủy hắn mím môi ông chặt sách đứng lên cúi đầu lẫn vào trong đám người rời đi không chút thu hút a rồng không dám đi con đường nhỏ nào trong rừng hắn chỉ đi con đường chính của học viện trong lúc đó mỗi một người tới gần hắn á luân đều không giấu vết kéo dài khoảng cách bởi vì hắn luôn cảm giác những người này là muốn cướp sách trong lòng hắn loại cảm giác bất an này nói thật cực kỳ tồi tệ ước chừng nửa giờ sau a rồng đi hơi đổ mồ hôi về tới chỗ ở của mình một căn nhà gỗ cũ kỹ thấp bé, nó nối liền với những căn nhà gỗ cũ kỹ khác, tạo thành một khu ổ chuột. Đồ dùng bên trong mắt thường có thể thấy được cổ xưa, giống như là một tấm ảnh cũ loan lỗ ố vàng, lộ ra hơi thở của năm tháng. Bước lên sàn nhà, nó kêu xèo xèo, hơi ẩm rất nặng vì nó ở gần hồ. Cứ như vậy một gian cũ nát nhà gỗ, mỗi tháng đều phải giao một cái kim tháp lặt. Học viện già Lam chết tiệt, nó giống như một ma cà rồng aaron thậm chí còn nghi ngờ rằng họ sẽ phải trả tiền cho học viện để thở nếu được phép aaron ngày hôm qua vừa tới thời điểm tự tận mắt nhìn thấy một cái học đồ bởi vì giao không nổi tiền thuê nhà bị quản lý viên cho đuổi ra đi hắn nhớ tới tiền tiết kiệm trên người mình không khỏi thở dài một hơi không chỉ trong vòng một năm tu luyện ra tinh thần hạt giống còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a à. ở học viện già lam không có tiền nữa bước khó đi quên đi vẫn là nghiên cứu ngón tay vàng của ta trước đi. Aaron từ trong túi áo lấy ra chìa khóa đồng thau cắm vào ổ khóa, mở cửa phòng đi vào. Đem cửa khóa trái, đem sách vở trong lòng cẩn thận đặt lên bàn học, sau đó Aaron sắc mặt mệt mỏi đi tới bên giường, bổ nhào lên giường, làm ra bộ dáng nghỉ ngơi. Trên thực tế, Aaron lặng lẽ gọi Crimson trong đầu. Đỏ thẩm. Một đạo bản chỉ có hắn có thể nhìn thấy bắn ra. Tên thật Aaron Gasserin, heo, tuổi thọ. 14, 128 huyết thống. Con người, 96%, rắn đen Gasel, 4%. Thiên phú. Linh giác phù thủy. Không kỹ năng. Vẽ LV2, 8, 3000, nền Common Langua LV2, 30, 3000, điểm nguồn. Không sau khi bản điều khiển bật lên, một đoạn tin nhắn xuất hiện trong đầu Aaron tất cả cố gắng đều sẽ nhận được hồi báo tương ứng thiên đạo thù cần nguồn điểm có thể giúp ngươi phá vỡ cực hạn. hơi thở của aaron trở nên nặng nề ánh mắt cực nóng cậu nghiêm túc lặp đi lặp lại nhai hai đoạn văn xuất hiện trong đầu mình hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị một đạo dòng điện đánh trúng linh hồn không khỏi lâm vào run rẩy cố gắng có thể đạt được hồi báo tương ứng đây là vĩ lực khó tin cỡ nào a à? hết chương này Chương 3 Kinh nghiệm cùng minh tưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Kinh nghiệm và thiền định Aaron không kiềm chế được kích động trong lòng, từ trên giường bắn lên, bước nhanh tới trước bàn học, rút ra một phần giấy nháp, cầm bút lông vũ lên, đơn giản vài nét phát họa ra một hình tượng hoạt hình. Pai heo con Khi Aaron vẽ xong, một hàng dữ liệu trôi qua. Kinh nghiệm vẽ in một vẽ LV2 ba nghìn aaron cảm thấy nếu độ công gốc trên bên phải của pi công thêm một chút cấu trúc tổng thể sẽ càng thêm hài hòa là thật aaron nắm chặt cây bút trong tay nỗ lực thật sự có thể có hồi báo có một đạo ánh sáng đâm thủng mây đen dày đặc bao phủ đỉnh đầu hắn nó không nóng như mặt trời nhưng đủ sáng và chắc chắn không phải là gan sao ta chính là trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc thừa nhận 996 đánh đập người nối nghiệp trâu hè. Chỉ là bạo can, không đáng nhắc đến. Aaron bình ổn cảm xúc kích động trong lòng, bắt đầu nghiên cứu một chức năng cốt lõi khác của Crimson. Điểm nguồn. Nguyên điểm có thể trợ giúp hắn đánh vỡ cực hạn, điều này đối với Á Luân mà nói, đồng dạng là vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là. Nguồn gốc làm sao có được? Aaron nghĩ đến chính mình là chạm vào ở Nylon, thế giới thông thức, sau mới mở ra ngón tay vàng. Lúc ấy xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn không có mở ra màu đỏ thẫm, cũng không biết giữa hai người này đến tột cùng có liên quan gì. Hiện tại ngược lại là có thể tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Aaron đặt bút lông xuống, lấy tay chạm vào quyển sách, một hàng ký tự bật ra. Phát hiện nguồn có thể hấp thụ, Á Luân không có mù quán trực tiếp hấp thu, mà là ở trong đầu cẩn thận hỏi hấp thu hết nguyên lực về sau, quyển sách này sẽ như thế nào? Crimson không đưa ra bất kỳ câu trả lời hay gợi ý nào. Nhíu mày, xem ra chỉ có thể tự mình đi tìm tòi. Hắn suy nghĩ nhiều lần, quyết định không hấp thu nữa. Vạn nhất sách vỡ hư hao, phải bồi thường theo giá. Bản Aaron cũng không đáng giá nhiều ma thạch như vậy. Kết cục của thiếu niên hơi béo cùng lớp kia rõ mồn một trước mắt. Gia-ren tưởng tượng cái kia hơi mập thiếu niên như vậy bởi vì chính mình một bước kém bước vào vạn kiếp bất phục vượt sâu ta còn có thời gian đi tìm tòi không vội a à, tốt nhất là tìm được vật tương tự với thông thức thế giới nên có thể cho ta một tham chiếu aaron ngồi trên ghế suy nghĩ một lát rồi bò xuống gầm giường khóa một tấm ván và lấy một túi vải từ bên trong để toàn bộ gia sản của hắn một khối ma thạch lại mười kim tháp lạc Quy tắc thứ 8 của Học viện Gia Lam nghiêm cấm vào nhà trộm cắp, người vi phạm trở thành tư liệu thực nghiệm. Có ai dám vi phạm nguyên tắc của Học viện Gia Lam đột nhập vào nhà trộm cắp hay không, Aaron cũng không biết, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức, giấu chúng đi. Những cô cải này đều là hắn sau khi bị kiểm tra ra có tư chất trở thành phù thủy, từ chỗ vương thất nhận được trợ cấp. Bởi vì dòng họ cùng huyết mạch duyên cớ, Gia Ren còn có thêm một quả ma thạch đây là quy tắc sắc của hoàng gia. Nếu tư chất của hắn tốt hơn một chút, có thể lấy được ma thạch sẽ càng nhiều càng nhiều. Về phần kim tháp lạc, ở Gia Lam học viện, thế tục kim loại quý giá tiền tệ cũng có đất dụng võ. Cũng không có khả năng mua cái bánh mì đều cần cầm ma thạch giao dịch đi, cho dù nó là vương duy thi bên trong bánh mì. a à, rôn bèn mở gói đã cuốn kín ra. Đập vào mắt là một khối vuông màu đen to bằng bàn tay. Nó chính là ma thạch. Trong thông thức thế giới Nilon có giới thiệu về ma thạch. Bên trong ma thạch ẩn chứa hạt năng lượng phong phú. Tính chất của chúng rất ổn định và không phát ra bức xạ năng lượng bên ngoài. Bất quá bởi vì bên trong hạt năng lượng thuộc tính rất lộn xộn, bất lợi cho các vu sư khai phá lợi dụng. Cho nên các phù thủy tại khai thác sau lại tiến hành lần thứ hai tinh luyện, đem bên trong hạt năng lượng tiến hành thu bó thuần hóa sau, lại một lần nữa rót vào. Nó đã trở thành đồng tiền chung giữa các pháp sư do nhiều đặc tính của nó. Để thuận tiện cho giao dịch, Unifit làm cho nó thành một khối tích cực 5cm, 5cm, 5cm. Thể tích không khác mấy so với khối Rubik 3 tầng. Aaron vương ngón tay chạm vào viên đá, tiếc là Crimson không có phản ứng gì. Ma thạch không được sao? Nếu ma thạch có thể chuyển hóa thành nguyên điểm thì tốt rồi. Aaron không khỏi tiếc nuối nghĩ đến như vậy con đường phù thủy của hắn sẽ thuận lợi hơn. Hiện tại, chỉ có thể tiếp tục lục lọi. A A liếc nhìn thời gian, tắt đi màu đỏ thẫm, đem ma thạch cùng kim tệ toàn bộ thả về đáy giường giấu kỹ, đi đến tủ cất đồ trước mở cửa tủ lấy ra một cái bánh mì dài cứ như vậy gặm. Thành thật mà nói, vị rất tệ, giống như đang nhai vụn gỗ chua. Mỗi lần nuốt là một thử thách quan trọng đối với cổ họng. Bánh mì là học viện phát miễn phí, mỗi ngày hai cái mùi vị tuy rằng hỏng bét một chút nhưng đối với loại học đồ nghèo rất mồng tơi như aaron mà nói đã xem như rất tốt rồi ít nhất lấp đầy bụng là không có vấn đề gì aaron không có kỹ năng vẽ gan mà tiếp tục lật xem thông thức thế giới nylon hắn cần có một hiểu biết đối với thế giới của nylon quyển sách này đối với hắn hiện tại mà nói chính là con đường tốt nhất đơn giản ăn xong cơm trưa À ngồi ở trước bàn tiếp tục học tập. Thiếu niên hết sức chuyên chú hấp thu tri thức mỹ lệ huyền kỳ du lịch trong thế giới kỳ diệu này. Hồ nước bên ngoài nhà gần sóng lăn tăng dưới ánh mặt trời, một con chim nước chỉ nói không nên lời đậu trên đảo nhỏ trong hồ, liếu ríu kêu. Một trận gió nhẹ phất qua, lá cây xào xạc trung động, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua khe hở ngón tay. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau. Trời tờ mờ sáng, Aaron liền dậy sớm. Nghĩ đến Nilon Thế Giới Thông Thức, chính là bọn họ ký kết gia về cuốn biến, không biết hôm nay Minh tưởng khóa nội dung tài liệu giảng dạy có thể hay không cũng xuất hiện ở phía trên. Để đảm bảo an toàn, Aaron vẫn mang theo quyển sách này. Ông chặt trong nực sách, cầm lên giấy bút, gia rèn rời đi cũ kỹ nhà gỗ nhỏ, lên đường đi tới ngày hôm qua giảng bài phòng học. Lớp học hôm nay rất quan trọng, đó là lớp thiền thiên định trải qua suốt cuộc đời của tất cả các pháp sư và nó là nền tảng của các pháp sư để nâng các hạt năng lượng tầm quan trọng của nó không cần phải nói hy vọng mạng ân pháp sư hôm nay đừng qua loa cho xong như ngày hôm qua bây giờ aaron chỉ có thể cầu nguyện như vậy sau khi chạy tới phòng học aaron phát hiện có người đến sớm hơn cậu đó là một tiểu cô nương tuổi tác sắp xỉ nàng tóc màu vàng tự nhiên xõa xuống mềm mại xinh đẹp làn da trắng nõn bóng loáng, ngũ quan tinh xảo, giống như là một búp bê búp bê vải hoàng mỹ không tỳ vết. Tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung, đồng tử màu trà phản chiếu bộ dáng thanh tú của Á Luân. Chào buổi sáng, chứng kiến có người có thể đến sớm như vậy, nữ hài bởi vì a a -Rong tò mò thái độ ngược lại là đối với hắn có một chút lệ tẻ hảo cảm, chủ động chào hỏi nói. Thanh âm của nàng rất êm tai, giống như là ở trong núi ùng ục chảy xuôi thanh tuyền chào buổi sáng á à luân đi tới hàng đầu quay đầu đáp lại búp bê công chúa tinh xảo này cô gái như búp bê này chủ động thu hồi ánh mắt của mình ánh mắt màu trà kinh ngạc nhìn phương xa mông lung không rõ im miệng không nói lớp học trống trải lại yên lặng aaron cũng không phải loại người thích bắt chuyện ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần thuận tiện ở trong đầu nhớ lại tri thức ngày hôm qua xem qua nửa giờ sau những học đồ khác lục tục xuất hiện phòng học trống trải trở nên chật chội. Bây giờ còn cách giờ học ba tiếng, mọi người đều đến rất sớm. Miệng thiếu niên hơi mập kia vẫn như cũ, trạng thái tinh thần của hắn thoạt nhìn rất không tốt. Aaron nhìn rất nhiều học trò và đột nhiên nhận ra một câu hỏi. Gia Lâm Học Viện cứ cách năm năm tuyển nhận nhiều học sinh như vậy, thật sự là vì bồi dưỡng Vu sư mà không phải vì thu hoạch. Từ điều khoản ngày hôm qua mà xem, tự hồ xác suất cái sau lớn hơn một chút. Á Luân hiện tại chỉ có thể âm thầm hy vọng mình đoán sai. Nếu không, già lâm học viện còn tàn khốc hơn hắn tưởng tượng. Này, hạ nhân nhà trư Long bá tước, có thể phiền ngươi ra phía sau không? Đây là kim tháp lạc mua vị trí của ngươi. Một thanh âm ngạo mạn đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Á Luân. Hết chương này. Chương 4 Mai thứ nhất minh tưởng phù văn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Chữ rung thiền định đầu tiên nhãn hiệu của lợn trong thế giới nylon là thô và bẩn. Vì không có kỹ thuật nuôi heo, thịt rất tanh. Chỉ có tầng lớp dưới mới ăn. Nguyên thân phụ thân ở trong giới quý tộc hình tượng liền cùng một đầu chỉ biết giao phối heo giống kém không nhiều lắm. Lông là bởi vì gia sắc lý nhĩ vương thất có huyết mạch da sắc lý nhĩ hát xà. Vì thiếp vàng lên mặt mình, bọn họ tự xưng với bên ngoài mình là hậu duệ của hắc long lãnh địa rẻ tiền này của Aaron được gọi là Candlestick Cola, nổi tiếng với việc sản xuất một loại nến đặc biệt. Đối ngoại cũng gọi là chút lông tước. Rồng nến, rồng lợn. Chủ nhân của giọng nói này rõ ràng là cố ý. Hắn là Anga. Anga gatherin tư chất trung bình, tính cách thập phần ác liệt. Cũng giống như A Luân, đều đến từ công quốc gia sát nhĩ, hơn nữa đều là vương thất của công quốc gia sát nhĩ chỉ có điều khác với aaron địa vị thấp an gia rất được gia đình cưng chiều địa vị của cha mẹ hắn cũng cao hơn cha của á luân không ít tôn sùng huyết mạch luận huyết thống luận có thể nói như vậy song phương nếu như tại ga xeo công quốc bên trong bên đường phát sinh xung đột an ga dùng bàn cờ đem da ren cho tươi sống đập chết hắn đều sẽ không bị cái gì quá nặng trừng phạt sau khi kiểm tra ra tư chất aaron được hoàn thất tập trung an trí chờ vu sư hoàn thành kiểm tra toàn quốc rồi mới đến già lam học viện trong khoảng thời gian ở công quốc an gia bởi vì thân phận a luân mà nhiều lần làm khó dễ a luân hắn cho rằng trong cơ thể A luân chảy xuôi một nửa tiện tỳ tôi tớ huyết mạch đây là đối với gia tộc gatherin này cực lớn vũ nhục á luân ở trong công quốc gia sắc nhĩ đối mặt với an gia gây khó dễ vẫn tìm mọi cách nhẫn nhịn chỉ là bởi vì song phương nghiêm trọng không ngang hàng không có nghĩa là Aaron thật sự không có tính tình, là một nô lệ mặt đánh mặt mắng. Xuyên việc mà đến Gia Ren không có cưỡng sính nhất thời huyết dũng, mà là lựa chọn hướng hàng tính học tập chịu nhục. An Gia bắt nạt tính tình của A Luân, coi sự nhẫn nhịn của A là yếu đuối. Hiện tại hắn bởi vì đến trễ nửa giờ, hàng ghế trước toàn bộ bị chiếm hết, để lại cho An Gia chỉ có hàng ghế sau. Hắn tuy rằng tính cách thập phần ác liệt, tôn sùng huyết thống luận, nhưng không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngốc. Tầm quan trọng của các lớp thiền nói cho chính nó. Mà mạng Ân phù thủy lại rõ ràng không phải loại người vì chiếu cố hàng sau hội học sinh đề cao âm lượng giảng bài. Muốn sớm tu luyện ra tinh thần hạt giống, hàng đầu vị trí tự nhiên biến thành trọng yếu. Những học đồ khác hắn không rõ lai lịch, an gia không dám tùy ý trêu chọc. Gia rèn cái này ở trong công quốc đã bị hắn một mực làm khó dễ không dám phản kháng nhu nhược nhuyễn đảng tự nhiên trở thành Anga lựa chọn mục tiêu. Anh ta cố tình nói vậy. Nếu Aaron thật sự nhận kim tan, xám xịt lăn ra phía sau, đó tự nhiên là vàng sự đại cát. Nếu A Luân bị chọc giận, muốn đồng thủ với hắn, vậy hắn có thể thu thập A Luân một trận mà không vi phạm pháp lệnh Gia Lam, cũng chiếm lấy chỗ ngồi này. Bất kể là lựa chọn nào, hắn cũng không chịu thiệt. Là cái gì đang nói chuyện? À luôn tươi cười ôn hòa, lẩm bẩm. Trong ấn tượng nhu nhược trứng mềm đột nhiên giống như là thay đổi một người khác, loại biến hóa này làm cho Anga cảm giác có chút không đúng. Anga cố ý lạnh giọng mắng. Đồ tạp chủng bùng bẩn thiểu đê tiện, ngươi không nghe thấy sao? Ta lấy thân phận nam tước ra lệnh cho ngươi đứng dậy, cút ngay. Gia rèn đáy lòng cười lạnh, Anga tính toán đánh quá vang, ngay cả xa M78 tinh vân viêm đầu đội trưởng đều có thể nghe thấy. Hắn đến sớm như vậy không phải là vì không bỏ lỡ trọng điểm của lớp minh tưởng sao. Nếu bỏ qua yếu điểm giảng giải, tất nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tu luyện của hắn. Phải biết rằng, nếu là trong vòng một năm không cách nào tu luyện ra tinh thần hạt giống, sẽ trực tiếp biến thành học viện thí nghiệm tư liệu sống. Cái này nhường chỗ, quan hệ đến vu đồ của hắn, tính mạng của hắn, gia rèn là tuyệt sẽ không lại giống như ở gathering công quốc lúc như vậy nhượng bộ. A, -a rong ngẩng đầu nhìn An ga nụ cười ôn hòa. Thế giới phù thủy thật kỳ diệu, thì ra là một con súc sinh biết nói, còn là một nam tước, thật sự là hiếm có a, thật muốn cho các phù thủy đại nhân trong học viện giải quyết một chút. An gia đang khiêu khích A Luân, A Luân làm sao không phải đang cố ý chọc giận An gia. Chỉ cần An gia động thủ, hắn liền cho đối phương một chút trung động nho nhỏ mà An Gia vi phạm điều lệ của Già Lam không thể nghi ngờ sẽ bị học viện nghiêm trị. Không chết, cũng phải lột da. Học đồ bên cạnh nghe xong nhịn không được bật cười. Những học đồ này tiếng cười càng làm cho tâm tính cao ngạo An Gia sinh ra tà hỏa, hắn đem cổ tà hỏa này toàn bộ vẫy ở da ren trên người. Ngươi cái này dơ bẩn hạ tiện bùng tạp chủng, ta sẽ đem ngươi hôm nay nói nguyên vẹn nói cho tôn thất quản tài sở ta nhất định sẽ cho ngươi quỳ trên mặt đất đem ta dưới chân bùn toàn bộ liếm sạch sẽ. Súc sinh lớn lên giống người, vẫn là súc sinh, tiếng kêu thật khó nghe. Á à luôn cau mày, vẻ mặt chán ghét. Tiếng cười của học trò bên cạnh càng lớn hơn. Những tiếng cười nhạo này giống như ngọn lửa thiêu đốt nội tâm an ga, sắc mặt hắn âm trầm khó coi, hắn quay đầu nhìn chầm chầm hai người hầu của mình. Hai tên ngu xuẩn các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? còn không đem hắn ra phía sau đi. Anga tính cách vặn vẹo, nhưng cũng không ngu xuẩn, hắn hoàn toàn không có ý tứ tự mình động thủ, mà là ra lệnh cho hai người hầu của mình. Hai người tùy tùng này đồng dạng đến từ công quốc Gathering, xuất thân từ tiểu quý tộc Sa Súc. Cây nho luôn có thói quen bám vào cây. Bọn họ có thể trộn lẫn với nhau cũng rất bình thường. Mọi người cần phải suy nghĩ cho kỹ, và làm nghiêm cấm động thủ trong giảng đường, nếu không muốn biến thành tư liệu thực nghiệm ánh mắt a rong lạnh lùng hai người hầu của an gia nghe vậy sợ hãi không tiến lên chủng buồn chính là chủng buồn suốt ngày chỉ biết ngạc nhiên an đùa cợt ta đã tìm tiền bối cùng tộc tìm hiểu chỉ cần ngươi không bị thương chúng ta sẽ không vi phạm quy định của học viện mau mang tên nê chủng này đi sắc mặt á luân trầm xuống hai người hầu của an gia đã được huấn luyện kỵ sĩ Bọn họ muốn mạnh mẽ chống đỡ chính mình, hắn căn bản vô lực phản kháng. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất ra tùy thân mang theo chủy thủ cho cánh tay của mình đến một chút, mạnh mẽ va chạm thời điểm, buổi sáng cùng Gia Ren chào hỏi cái kia như búp bê tinh xảo không tì vết nữ hài đột nhiên nhìn xem Anga nói ra. Ngươi làm ồn đến ta. Anga nhìn cô gái giống búp bê này, sắc mặt âm tịnh bất định, vẫy tay ý bảo người hầu dừng lại. Hắn dùng ánh mắt trắng độc gắt gao nhìn chầm chầm á luân, phản phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc ở trong lòng, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Những người khác không nghĩ rằng xung đột giữa Anga và Aaron kết thúc như vậy, khiến họ bớt vui vẻ hơn rất nhiều. Không có niềm vui để xem, bọn họ cũng không chú ý đến Aaron nữa. Cảm ơn ngươi. Á Luân quay đầu hướng con búp bê công chúa tinh xảo này nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không muốn đợi lát nữa bị mang vu sư trách phạt. Búp bê công chúa dùng con ngươi màu trà nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay Á Luân, mặt không chút thay đổi nói: "Aaron nhận ra tầm mắt của cô gái, trong lòng hiểu rõ. Nếu là ở trong phòng học thấy máu, lấy mang Vu sư tính cách, mọi người nói không chừng thật sẽ bị xử phạt. Cô gái như búp bê này nói giúp Aaron kỳ thật cũng là vì chính mình. Dù sao đi nữa, sự thật không thể chối cãi rằng cô gái tinh tế như búp bê này đã giúp anh ta một ân huệ." có thù tất báo, có ân tất trả. Gia Rèn không muốn khất nợ, hắn đem phần nhân tình này yên lặng ghi tạc trong lòng, mí mắt khép hờ, nhớ tới ánh mắt trắng độc vừa rồi của An gia, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hôm nay giờ thiền định kết thúc, trở về liền nghĩ biện pháp làm một môn thủ đoạn phòng thân đi. Hắn hiểu được, loại hài tử nửa tuổi như An gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ cam hưu như vậy. Thời gian kế tiếp không có lại phát sinh cái gì tất cả học đồ cũng không có quá nhiều trao đổi. A à, rồng mở sách ra và tiếp tục học. Trong bầu không khí im lặng, con quả mắt đỏ của pháp sư mang đập cánh bay tới. Quả đen mắt đỏ quét qua một vòng, phát hiện tất cả mọi người đến đông đủ, trong mắt có chút tiếc nuối. Con quả này tiếc là không ai đến muộn sao? Thật là tính cách xấu xa. Trong lòng Á Luân oán thầm. Đúng rồi, mạng ân pháp sư đâu? sẽ không giống như hôm qua, cũng để cho chúng ta tự học chứ. Bây giờ, con quả mắt đỏ nắm lấy một khối tinh thể màu đen trên móng chim của nó, đặt nó lên bàn và truyền ma lực vào bên trong, và hình ảnh của phù thủy mang đột nhiên bật lên. Có lẽ là bởi vì hình ảnh duyên cớ, Gia Rèn cảm thấy mang vu sư nhìn qua biểu tình không có ngày hôm qua như vậy đạm mạc, bất quá thanh âm vẫn là như vậy bình thản. Bắt đầu đi học. Nên cơ bản minh tưởng Pháp do Vĩnh Tục Quốc hội khai phá, tổng cộng 9 cái minh tưởng phù văn tu luyện ra ba cái trước minh tưởng phù văn là có thể ngưng kết ra tinh thần hạt giống vu sư mang trong hình ngữ điệu bằng phẳng bắt đầu giảng giải phù văn minh tưởng một bên giảng giải một bên còn dùng hạt năng lượng cấu trúc ra làm biểu diễn bởi vì aaron ngồi ở hàng thứ nhất gần bàn giảng nhất bất luận là nội dung nói hay là dùng phù văn biểu diễn aaron đều nghe được thấy được đặc biệt rõ ràng trong khi các hình ảnh của phù thủy mang đang trình diễn các chữ run, Aaron lấy giấy và bút chì ra và nhanh chóng đặt chúng lên giấy. Kinh nghiệm hội họa 3 Kinh nghiệm hội họa năm kết cấu của phù văn này hết sức phức tạp, những người khác nghe đến choáng váng. Cũng không thiếu người học Aaron lấy giấy bút ra tô tô vẽ vẽ, muốn dùng phương thức này ghi nhớ nó, bất quá thành quả của bọn họ như thế nào thì rất khó nói. Bởi vì thế giới này còn chưa có phát triển ra mô phỏng phát họa, chủ yếu là lấy tranh sơn dầu làm chủ. Người ngồi phía sau thì không có chuyện tốt như vậy. Đồ án lưu ảnh tinh thạch vượt qua 5 mét, cũng có chút sai lệch, thanh âm cũng sờ không rõ ràng lắm. Anga và hai người hầu của hắn ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược, cách hàng thứ nhất chừng 6 mét, hiện tượng này càng thêm nghiêm trọng, khiến cho lớp học của bọn họ vô cùng đau khổ. Hắn nhìn vị trí của Á Luân, càng thêm ghen ghét Á Luân. Đồ tạp chủng bùng chết tiệt, vị trí kia vốn nên thuộc về ta ngươi đã không thức thời như vậy vậy cũng đừng trách ta trong học viện già lam cũng không cấm động thủ chỉ cần không phải ở khu vực giảng đường như giáo sư hơn nữa hai bên động thủ đều là đồng cấp mà không sử dụng vu thuật hoặc không gây ra tai nạn chết người là được nửa giờ sau pháp sư mang vừa nói xong những chữ phù minh tưởng đầu tiên hình ảnh của hắn liền lập tức biến mất phong cách này rất mang bất quá hôm nay giảng giải tri thức tỉ mỉ ngoài ý muốn, làm cho Á Luân đều có chút không quá thích ứng. Và tại sao không có tài liệu giảng dạy về thiền định? Hết chương này. Chương 5. Ác ý bản vẽ khả năng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 5. Bản vẽ ác ý có thể trong lòng Aaron cảm thấy kỳ quái. Ngay cả khóa thông thức miễn phí cũng có một quyển sách dày như gạch khóa thiền định đắt tiền 100 ma thạch sao không có tài liệu giảng dạy tương ứng chứ? Biết được thủ đoạn hung tàn của quả đen mắt đỏ, Á Luân không mở miệng hỏi. Nói ít, nghe nhiều, đặc biệt thích hợp ở ni Hồng nhãn quả đen đợi mang vu sư hình ảnh sau khi biến mất, cầm lên trên bàn màu đen tinh thạch, đập cánh một cái, bên trong kia sền sệt hắt dịch theo đi xuống chậm rãi lưu động, nó cạc cạc cười quái dị. Phía sau nếu có ai còn muốn xem chủ nhân giảng giải, có thể sau khi tan học tìm ta, hai khối ma thạch quan sát một lần. Aaron à, sắc mặt tối sầm. Cho nên chúng ta không có tài liệu giảng dạy là bởi vì cái này chỉ tham tiền mắt đỏ quả đen muốn phát một khoản. Quả đen tiên sinh, đây là ngài thích ăn nhất ám liễu nguyên trùng, xin hỏi chúng ta minh tưởng khóa giáo trình nên ở nơi nào lĩnh. Cái kia búp bê giống như cô gái lấy ra một cái phong kính hộp gỗ, đứng lên, hai tay đem hộp gỗ mở ra đặt ở trên bàn giảng quả đen mắt đỏ nghe được ám liễu nguyên trùng, hung quan trong mắt tiêu tán, lười biến nói. Dựa theo quy định của học viện, chỉ có ngưng tụ ba phù văn minh tưởng trước mới có tư cách lĩnh. Chỉ có ngưng tụ được ba chữ rung đầu tiên mới có tư cách nhận tài liệu giảng dạy phương pháp thiền định cơ bản của nên. Á Luân nghe vậy trong lòng phát lạnh, cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ già Lam học viện. Không cách nào trong vòng một năm thành công tu luyện ra hạt giống tinh thần lực, cần phải trả một trăm khối ma thạch cho học viện, nếu không sẽ tự động trở thành tư liệu thực nghiệm của học viện. Mà muốn tu luyện ra tinh thần lực hạt giống, dựa theo mang vu sư hình ảnh giảng giải, cần tu luyện ra nền cơ sở minh tưởng pháp trước ba cái phù văn. Thiên sinh học viện quy định không thể tu luyện ra trước ba cái phù văn, liền không có lĩnh tài liệu giảng dạy tư cách. Từng vòng từng vòng này, ngoại trừ loại thiên tài có năng lực đã gặp qua là không quên được ai có thể nghe một lần liền ghi nhớ nó. Không có đầy đủ ma thạch đi học thêm, vả lại tư chất lại không được học đồ, chỉ có chờ chết. Aaron hiện tại vô cùng may mắn chính mình chiếm cứ hàng thứ nhất vị trí, cũng đem màn vu sư biểu diễn phù văn giải cấu hình mô phỏng lại. Bằng không lấy cái kia phù văn phức tạp trình độ, hắn tuyệt đối không có biện pháp tại không mở bếp nhỏ dưới tình huống tu luyện đi ra. Hiện tại theo ta đi tới phòng minh tưởng, dựa theo các ngươi cùng học viện ký kết khế ước các ngươi tổng cộng có thể miễn phí sử dụng ba lần mỗi lần thời gian nửa giờ nói xong quả đen mắt đỏ vỗ cánh bay lên rời khỏi phòng học aaron cùng cái khác ngồi ở hàng thứ nhất học đồ lập tức đứng dậy thành thật thật theo ở phía sau đi hơn nửa giờ sau đoàn người á luân đi tới trước một ngọn núi lớn cao vút trong mây phòng minh tưởng của học viện mở ra bên trong ngọn núi lớn này núi lớn bị vét sạch chỉ còn lại một cái vỏ trong này đã từng có một cái năng lực sản xuất thập phần giàu có ma thạch khoáng mạch, phía sau khai thác kém không nhiều lắm sau bị học viện vu sư lợi dụng vu thuật cải tạo thành phòng minh tưởng. Trực ban vu sư học đồ chứng kiến mắt đỏ quả đen sau vội vàng đứng dậy, chào hỏi. Đại nhân, phòng minh tưởng đều đã an bài tốt, sau khi đi vào tầng thứ nhất bên tay phải đều là. Hát nha mắt đỏ lười biến gật đầu. Đi theo ta. Đi vào bên trong ngọn núi, bên trong rất trống trải, người đứng ở bên trong nhỏ bé như là một con kiến. Đập vào mắt là một cột đá khổng lồ đường kính chừng 30 mét. Nó được mài vô cùng bóng loáng, mặt trên khắc ma văn phức tạp. Trên cột đá mọc đầy cành, cứ cách 3 mét lại có 8 cành phân bố đều, nối liền vách đá bốn phía. Nhìn kỹ, đây căn bản không phải cành cây gì, mà là cầu đi bộ rộng rãi. Trên vách đá đục ra từng gian phòng dày đặc, tự như tổ ông. Đó chính là phòng thiền định cho nên cục đá này hẳn là thang máy đúng không aaron suy nghĩ không chắc chắn một loạt phòng minh tưởng tự mình đi vào hết giờ tự mình rời đi không rời đi hậu quả tự gánh lấy tuần sau đồng dạng thời gian bắt đầu cái thứ hai phù văn giảng giải ta rất chờ mong các ngươi có thể tới tìm ta mở bếp nhỏ nha cà 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 giọng quả mắt đỏ cắt ngang suy đoán của aaron hắn chọn một gian đẩy cửa vào Bên trong không có một vật gì, không có bày biện linh tinh, chỉ có một cái đệm trải trên mặt đất cùng với một cái đồng hồ treo trên vách tường, nguồn sáng đến từ một chiếc đèn thủy tinh sáng trên vách tường. Có thể nói đơn sơ. Gia rèn không có tu luyện ra minh tưởng phù văn cũng không biết nơi này hạt năng lượng nồng độ như thế nào, trong không khí tràn ngập một cổ như có như không nhàn nhạt mùi thơm. Ngửi mùi thơm này, tất cả phiền não và tạp niệm trong lòng Á Luân đều nhanh chóng được xoa dịu, tâm như nước lặng hắn không muốn lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra bản vẽ phù văn giải cấu trúc trong giờ học, đối chiếu bản vẽ bắt đầu phát họa trong đầu. Phù văn minh tưởng đầu tiên mà Vu Sư mang biểu diễn được chia ra, kỳ thật là một đồ án lập thể thập phần phức tạp. Tại nghe giảng thời điểm, chỉ là nhìn mang Vu Sư biểu diễn kết cấu đồ đều làm cho người ta cảm thấy đầu óc choáng váng trướng, chớ nói chi là ở trong đầu đem nó phát họa ra. Nếu không có biểu đồ tham chiếu tương ứng, độ khó này rõ ràng sẽ tăng lên theo đường thẳng. May mà hôm nay ta đã vẽ lại mô hình kết cấu của phù văn. Những bức tranh của LV2 cho phép Aaron sao chép chính xác. Có bản vẽ này để tham khảo, độ khó tu luyện của Aaron giảm thẳng xuống. Aaron mở bản thảo ra, nhìn chầm chầm hình vẽ phía trên, nhớ kỹ trong lòng, nhắm mắt lại dựa theo yếu điểm mà Pháp Sư mang giảng giải bắt đầu phát họa trong lòng. Chuyện này hết sức tiêu hao tâm thần bất quá mùi thơm trong phòng minh tưởng kia tựa hồ đối với tinh thần hao tổn có hiệu quả khôi phục không tồi trong lòng á luân không có gì lực chú ý toàn bộ tập trung vào phù văn thứ nhất thời gian cứ như vậy bất tri bất giác trôi qua rất nhanh đinh đồng hồ trên tường phát ra tiếng chuông sắc bén đánh thức a à a à từ lúc tu luyện hắn ngẩng đầu nhìn thời gian thời gian nửa giờ đã kết thúc rồi sao thật nhanh a à a à cảm thấy như chỉ mới vài phút trôi qua tu luyện nửa giờ này để cho á luân cảm thấy có chút mệt mỏi cái thứ nhất phù văn phát họa ra một cái đại khái khung nếu như có thể nhiều tới vài lần minh tưởng thất ta nhất định có thể thành công tu luyện ra cái thứ nhất phù văn á luân tham luyến nhìn thoáng qua phòng minh tưởng đẩy cửa rời đi để tránh bị bọn anga tìm phiền phức a a rong bôi dầu vào lòng bàn chân chạy thật nhanh dọc đường nghe được có học đồ kêu trên xong đời làm sao bây giờ ta vừa mới ngồi ở phía sau, phù văn mang pháp sư biểu diễn có rất nhiều chỗ cũng không thấy rõ. Không có việc gì, ngồi phía trước cùng ngồi phía sau đều giống nhau, cái thứ nhất phù văn kết cấu quá phức tạp, quá khó khăn, không nhớ được, ta hoàn toàn không nhớ được. Làm sao bây giờ? Muốn đi tìm ô nhà tiên sinh sao? Đi đâu tìm? Mọi người đột nhiên ý thức được không ai biết con quả mắt đỏ này ở đâu, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Aaron nghe đám học đồ oán giận thanh âm, nghĩ đến chính mình trong túi áo bản thảo giấy, bất động thanh sắc kéo thấp mũ trùng đầu, vội vàng rời đi. Hắn thấy được một cái khả năng, một cái có thể cho hắn kiếm lấy ma thạch khả năng. Trước đó, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng công tác. An gia mới từ trong phòng Minh Tưởng đi ra nhìn bóng lưng a Aaron rời đi, ánh mắt âm lãnh. hết chương này. chương 6 mai thứ nhất Minh Tưởng phù văn thành công kế hoạch bị theo dõi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Để nhất Mai Minh tưởng phù văn thành công. Kế hoạch được theo dõi. Aaron trở lại căn nhà gỗ cũ kỹ của mình, thoáng nghỉ ngơi một hồi, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh hồ cách đó không xa. Tâm tình bình tĩnh trở lại, dần dần tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, tiếp tục phát họa phù văn đầu tiên trong đầu mình. Rời khỏi phòng Minh tưởng, một mình tu luyện ở chỗ ở của mình á luân rõ ràng cảm giác được tinh thần sinh ra cảm giác mệt mỏi nếu tinh thần lực của hắn đủ cường đại có thể chống đỡ hắn tu luyện càng nhiều thời gian đáng tiếc nếu như có thể một mực ở trong phòng minh tưởng thì tốt rồi aaron à, có chút tiếc nuối nghĩ đến không có phòng minh tưởng trợ lực hiệu suất tu luyện của á luân giảm xuống rất nhiều cứ cách một giờ tả hữu hắn nhất định phải dừng tu luyện khôi phục hao tổn tinh thần đây cũng là chuyện không có cách nào chờ cảm giác mình khôi phục không nhiều lắm, liền một lần nữa bắt đầu tu luyện, giống như một người máy đã thiết lập xong trình tự. Tu luyện, tu luyện, lại tu luyện cho đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi. Mệt không? Mệt quá. Sự mệt mỏi về tinh thần này vượt xa sự mệt mỏi về thể chất. Nhưng Aaron không còn lựa chọn nào khác. Thời gian lưu lại cho hắn thập phần có hạn, muốn làm được ma thạch, những khổ cùng mệt này có đáng là gì đâu? trong khoảng thời gian kế tiếp, Aaron không bước chân ra khỏi nhà, đem thời gian cá nhân ép đến cực hạn. Ngoài trừ ăn cơm và ngủ cần thiết, những thời gian khác đều đang tu luyện. Đói bụng liền lấy nước lạnh há mồm gặm khô cổ họng cứng trắng bánh mì, sức cùng lực kiệt liền nằm ở trên giường dùng phương thức ngủ nghỉ ngơi, khôi phục hao tổn tinh thần lực. Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua, Aaron mang một đôi vành mắt thâm cuồng nồng đậm, dáng vẻ khô khốc sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nhân chỉ còn lại một hơi là nấc cục. Rõ ràng tinh thần sắp đến cực hạn, ánh mắt Á Luân lại sáng ngời trước nay chưa từng có. Thành công rồi, ta thành công tu luyện ra phù văn thứ nhất. Phương pháp thiền định cơ bản LV1. Một, một nghìn, ba ngày cố gắng này, không có uổng phí. Đỏ thẩm. Á Luân dưới đáy lòng gọi ra màu đỏ thẩm, một tấm bản chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Người hâm mộ lựa chọn. Gasoline Aaron, Estrem Tai, tuổi thọ. 14. 128 huyết thống. Con người, 96%, rắn đen Gasel, 4%. Thiên phú. Linh giác phương pháp thiền định. Phương pháp thiền định cơ bản nên LV1, 1, 1000, phù thủy. Không kỹ năng. Vẽ LV2, 74, 3000, nền common langua LV2, 30, 3000, điểm nguồn không không nghĩ tới bản màu đỏ thẩm đổi mới, có thêm một hàng minh tưởng pháp. Thật buồn ngủ, thật muốn ngủ. A A thả lỏng tinh thần, buồn ngủ như thủy triều dâng lên, đem ý thức A A bao phủ, hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi, lão đảo hai bước ngã xuống giường vù vù ngủ say. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo ngoài phòng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân thể A Luân, phủ thêm lụa bạc ôn nhu cho hắn. Một giấc này, thiếu niên ngủ vô cùng ngon lành. Ngày hôm sau, Aaron người đã ngủ suốt 12 giờ, tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Việc đầu tiên hắn làm khi mở mắt chính là tu luyện. Aaron một hơi phát họa hình vẽ phù văn đầu tiên trong đầu. Kinh nghiệm thiền định cơ bản của nên đi một. Phương pháp thiền định cơ bản LV1. Hai, nghìn không phải mộng, ta thật sự thành công. Ha ha ha. Aaron có thể phát họa phù văn đầu tiên trong thời gian ba ngày không phải nói tư chất của hắn kinh tài diễm tuyệt cỡ nào. Đầu tiên, phương pháp thiền định này có thể được gán cho cái tên ni ông và được áp đặt trên toàn thế giới, không đơn giản như vậy. Phù văn thứ nhất tuy phức tạp, nhưng nếu có bản đồ tham khảo, chỉ cần tinh thần lực đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, phát họa trong thức hải vẫn không thành vấn đề. Mà Aaron dùng phát họa vẽ xuống mô hình kết cấu đồ không thể nghi ngờ là giúp hắn một đại ân. Nếu không có mô hình kết cấu đồ làm tham chiếu, thời gian 3 ngày trôi qua, màn Vu sư biểu diễn phù văn kết cấu chỉ sợ đã quên bảy tám phần, còn thế nào chuẩn xác ở trong đầu phát họa ra phù văn đến. Ngoài ra, còn có màu đỏ thẫm cũng phát huy tác dụng trong im hơi lặng tiếng. Mặc dù trong 3 ngày này, Crimson không cho thấy dấu hiệu tăng điểm kinh nghiệm. Thế nhưng Á Luân có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một lần nghiên cứu khổ tu đều biến thành một bậc thang dưới chân hắn những bậc thang này liên tục được xếp chồng lên nhau, cuối cùng Aaron đã từng bước một chạm vào cánh cổng của trung thiền định đầu tiên. Trả giá thì có hội báo, đây chính là vĩ lực đỏ thẩm. Mà đây cũng chính là cơ hội mà Á Luân mất ăn mất ngủ tranh thủ. Có thể đã gặp qua là không quên học đồ đã ít lại càng ít, chắc hẳn mọi người tình huống đều kém không nhiều lắm, ba ngày trước nhìn thấy giải cấu đồ hẳn là đều nhanh quên không nhiều lắm đi. A Luân ở nơi này đều là đồng cấp sinh, tình huống mà chênh lệch không lớn nơi ở của những học đồ tư chất tốt không phải ở đây nếu trước khi tu luyện ra ba phù văn minh tưởng đầu tiên là không thể đạt được tài liệu giảng dạy pháp minh tưởng cơ bản nên đã nói lên hiện tại tất cả mọi người đều gặp phải khốn cảnh giống nhau aaron à, lập chí muốn trở thành mưa đúng lúc trong giới phù thủy sao có thể nhẫn tâm nhìn những người bạn cùng trường này rơi vào cực khổ chứ vì tương lai của mọi người vì mọi người không biến thành tư liệu thực nghiệm của học viện hắn muốn ra tay aaron sở dĩ lựa chọn trước tu luyện ra cái thứ nhất minh tưởng phù văn sau đó mới ra tay chính là vì dùng chính mình đến quảng cáo miệng nói không có bằng chứng ngươi nói ngươi vẽ vật này có thể cho chúng ta tu luyện ra quả thứ nhất minh tưởng phù văn chứng cớ đâu cho nên á luân mới giành giật từng dây bạo can tu luyện tuy rằng Gia Ren không có cách nào trực tiếp triển lãm chính mình thành công tu luyện ra quả thứ nhất phù văn, nhưng cũng không có nghĩa là không có phương pháp khác có thể chứng minh. Sau khi tu luyện ra phù văn, Á Luân có thể cậy động hạt năng lượng mắt thường không nhìn thấy. Mặc dù hạt năng lượng a a có thể cậy bây giờ tương đối thưa thớt, yếu ớt, nhưng dùng để kiểm tra thuộc tính của mình đã đủ rồi. Căn cứ Nilon Thế Giới Thông Thức giới thiệu, vu sư giới chỉ có tại cậy động hạt năng lượng sau, mới có thể thông qua thuộc tính thủy tinh biết được thuộc tính của mình mượn thuộc tính kiểm tra thủy tinh cũng đủ aaron chứng minh mình đích xác tu luyện ra phù văn thứ nhất hắn cũng không yêu cầu xa vời tất cả mọi người tin chỉ cần có một bộ phận người tin tưởng cũng nguyện ý bỏ tiền vậy coi như thành công aaron không có vội và móc ra bản thảo giấy chạy ra bên ngoài hô to gọi nhỏ loại hành vi này quá ngu xuẩn tốt nhất là đi hỏi thăm xem học viện có cho phép hành vi này của ta hay không ngoài ra còn phải đề phòng những học đồ khác mắt nóng gia lam học viện cũng không cấm đồng cấp sinh trong lúc đó xung đột chỉ cần không vận dụng vu thuật không đối với người khác tạo thành thương tàn học viện cũng sẽ không tiến hành xử phạt quá nặng muốn làm cái này môn sinh ý chỉ dựa vào hắn một người lực lượng cũng không đủ sự giàu có không đủ sức mạnh để bảo vệ không khác gì một đứa trẻ cầm một đồng tiền vàng đi trên phố xá sầm uất. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ một lát, trong lòng có quyết định. Á Luân kiên trì gặm xong một cây pháp côn cứng rắn đủ để đập nát hạch đào. Sau khi lấp đầy dạ dày, A A -Rong tìm ra hai tấm ván gỗ vụn, kẹp chúng vào ngực và lưng, dùng dây thừng trói chúng lại với nhau. Lực phòng ngự không thể nói là không có, có chút còn hơn không đem con dao găm có chút trĩ xét mà chủ nhân cũ để lại đeo trên người. Cách ba ngày, A à Luân lần đầu tiên đi ra khỏi nhà. Mục tiêu Hát tập là một thị trường giao dịch chủ yếu của các học đồ học viện, nghe nói là do mấy đệ tử của Pháp sư chính thức liên thủ mở ra. A Aron cảm thấy hẳn là không ai dám ở hát tập bên trong gây sự, trừ phi hắn chán sống, muốn trở thành phù thủy trong phòng thí nghiệm thí nghiệm tư liệu thực nghiệm. Đáng chết, tên tiểu tạp chủng này xem như ra khỏi cửa rồi. Hắn là rùa đen sao? Ba ngày nay vẫn núp trong nhà, cửa cũng không ra nửa bước. Được rồi, đừng ở chỗ này oán giận, ta đi nói cho An Gia lão đại, ngươi đi theo hắn, nhớ lưu ký hiệu. Biết rồi, ngươi thật đúng là dông dài. Sau khi a a -Rong rời đi, hai thân ảnh một béo một gầy từ gốc rẽ một tòa nhà gỗ đi ra. Bọn họ chính là tùy tùng của An Gia hai quý tộc suy tàn này cũng không phải loại ngu xuẩn cái gì cũng không biết, bọn họ đã tiếp nhận huấn luyện kỵ sĩ một cách hệ thống, trong đó liền bao hàm truy tung. Hết chương này. Chương 7 Tiếp cận ma lực kiểm tra đo lường thủy tinh, ta gọi an thêm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Tiếp cận ma lực kiểm tra đo lường thủy tinh, ta gọi an ga lối vào tập hợp đen. Người mới, nhớ kỹ, hát tập quy cũ chỉ có một điều, đó chính là đừng ở chỗ này gây sự, hát tập lối vào, hai gã khôi ngô tráng hán mặt toàn thân giáp, kỳ sĩ trang phục, không thấy rõ bộ dáng lạnh lùng cảnh cáo. Nếu như không muốn trở thành thí nghiệm tư liệu, Aaron từ trên người bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm làm cho tóc gáy hắn nổ tung. Giống như là một cái ngồi lâu văn phòng người hiện đại đi tới hoang dã, một mình đối mặt một đầu bụng đói kêu vang hùng sư. Thiên phú của hắn nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác. Như thế xem ra, cảm giác tim đập nhanh vừa mới ra cửa cũng không phải ảo giác. Có phải Anga và hai người em trai của hắn không? Á à Luân không rõ lắm, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Đa tạ ngài nhắc nhở, ta nhất định nghiêm khắc tuân thủ trong hát tập quy cũ. Gia Rèn thấp giọng nói tạ ơn, nghĩ nghĩ, hỏi. Xin hỏi ta muốn tuyển dụng hộ vệ, nên đi hướng nào? Bên trái bảo vệ mắt nhìn Gia Rèn đối với bọn hắn mà nói da rèn gầy yếu cùng cái gà con giống như, vừa nhìn liền biết từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ. Đi vào đi thẳng về phía trước 100 mét, tại kế tiếp giao lộ quẹo trái sau lại đi 50 mét, có một cửa hàng gọi là Thú Lung, đi nhớ phải báo tu ân tên, có ưu đãi. Được, cảm ơn ngài, tu ân. Á à Luân cúi đầu cảm ơn, hắn nhìn cách ăn mặc của đối phương, nói. Kỵ sĩ tu ân. xe Hung lãnh đạm gật đầu, hai bên không trao đổi gì nữa. Aaron kéo vành mũ trùng thấp đi vào. Đập vào mắt có thể thấy được chính là phù thủy học đồ hành tung vội vàng cùng với từng gian cửa hàng hình dạng khác nhau. Aaron không có lập tức đi tu ân kỵ sĩ nói lòng thú, mà là trước tiên ở bên trong đi dạo một vòng, cuối cùng tìm nhà có chút cũ kỹ vô cụ cửa hàng. Chiêu bài đều có chút mơ hồ đâu rồi, hơn nửa mặt trời gây gắt chói mắt, da rèn cũng không có thấy rõ tên cửa hàng khách hàng trong cửa hàng này không nhiều có lẽ chính vì nguyên nhân này đối mặt với khách hàng mới vào nhân viên trong cửa hàng cũng biểu hiện ra đủ kiên nhẫn quan trọng nhất là nhân viên cửa hàng bên trong là một người phụ nữ trung niên thông thường một người phụ nữ như cô ấy sẽ cảm thấy đồng cảm hơn với đàn con á luôn đi vào trong cửa hàng vị nhân viên cửa hàng dung mạo bình thường gần trung niên kia cất bước đi tới hỏi khách muốn mua gì a à, aron à, khách khí hỏi xin hỏi thủy tinh khảo nghiệm thuộc tính ma lực nên chọn như thế nào ta một người bạn của ta cần vị nhân viên có mái tóc màu đây xinh đẹp này nghe vậy nụ cười rõ ràng hơn vài phần ôn nhu nói khách nhân là năm nay mới nhập học học đồ a à, thật sự là lợi hại đâu rồi vậy mà nhanh như vậy liền tu luyện ra quả thứ nhất phù văn ngươi ngươi làm sao biết á à, luôn cố ý lui về phía sau hai bước ngẩng đầu lên vẻ mặt cảnh giác hỏi hắn từ lúc vào đến giờ tất cả đều là biểu diễn vóc dáng nhỏ nhắn phát dục không tốt của á luân phối hợp với ngũ quan thanh tú tinh xảo lúc này có tác dụng chính diện vi diệu nữ nhân viên cửa hàng cười giải thích bởi vì mùi tân sinh trên người khách nhân quá nồng hơn nữa cũng chỉ có tân sinh vừa tu luyện ra phù văn đầu tiên mới có thể khẩn cấp muốn mua ma lực thủy tinh kiểm tra thuộc tính của mình nguyên lai là như vậy Ngài thật lợi hại. Á Luân lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng đem mũ trùm lật xuống, hơi không người xin lỗi. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng là những người theo dõi ta. A à, Rồng cố ý chỉ nói một nửa, nội dung còn lại đối phương sẽ tự bổ não. Trong con ngươi xanh biết xinh đẹp như bảo thạch của hắn hiện lên khẩn trương cùng ấy nấy, bộ dáng thanh tú nhu thuận kia rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Người này gần trung niên nữ sĩ vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nàng nhìn như một cái chấn kinh tiểu động vật giống như Gia Ren, lại nghĩ đến Gia Ren biểu hiện ra ngoài thiên tư, quyết định kết cái thiện duyên, hạ giọng nói. Tiểu khách nhân nếu cần có thể đi tới thú lung, danh tiếng của bọn họ rất tốt. Cảm ơn ngài nhắc nhở, sau này tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngài. Giả làm thiên tài, lại tìm kiếm nữ nhân lớn tuổi hơn hắn, lợi dụng ưu thế tướng mạo của mình tranh thủ đồng tình, đây chính là sách lược của aaron nụ cười của nữ sĩ lại chân thành hơn vài phần ai mà không thích thiên tài tri ân báo đáp chứ nàng nói cho á luân một ít công việc cần chú ý thanh âm khôi phục bình thường nói kiểm tra thuộc tính ma lực thủy tinh trong cửa hàng chúng ta có ba loại loại thứ nhất chỉ có thể kiểm tra ra phổ biến nhất thuộc tính hệ một ít hiếm có thuộc tính hệ là kiểm tra không ra loại thứ hai thuộc tính phả hệ phạm vi rất rộng đã biết thuộc tính đều có thể phát hiện ra, cũng là người mua nhiều nhất, bất quá giá của nó cũng cao hơn một chút. Loại thứ ba là ở loại thứ hai trên cơ sở gia tăng một hạng công năng, thuộc tính tự kiểm tra, rót vào ma lực sau liền có thể biết chính mình tinh thần cùng thể phát số lượng giá trị. Aaron ngượng ngùng nói, trên người ta không có bao nhiêu tiền, có thể thuê một ngày không? Có thuộc tính thiên tài giá trị, hơn nữa Aaron dáng dấp nhu thuận, nhân viên cửa hàng nữ sĩ không có xuất hiện cái loại này ác tục biểu tình, nàng vẽ mặt khó xử. Dựa theo quy định, cửa hàng này chỉ bán không thuê. Trish, thuộc tính kiểm tra đo lường thủy tinh ta còn đã trở lại, thật là, ta đều là khách hàng cũ, tiền thuê của các ngươi liền không thể lại tiện nghi một chút sao? Trish Aaron Cái gai bất thình lình này làm cho hai người lâm vào trầm mặt cái này gọi trí trung niên nữ sĩ tức giận một phen đem thủy tinh bắt lấy. Trừ bỏ chúng ta, trong hát tập còn có nhà nào có thuê phục vụ, mau đi quầy nơi đó tính tiền. Học đồ cao lớn khôi ngô nhếch miệng cười với Á Luân, hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi. Tris ho nhẹ hai tiếng, khoanh hai tay. Ta đang muốn nói với ngươi, lão bản của chúng ta cân nhắc đến học đồ không dễ, đang đẩy ra dịch vụ cho thuê, bất quá bây giờ còn đang trong giai đoạn vận hành thử cũng chính bởi vì như vậy, không phải mỗi khách nhân đều có tư cách thuê. Tris nhấn mạnh. vậy nữ sĩ Tris là nhân viên ưu tú nhất của cửa hàng, tôi nghĩ cô nhất định có tư cách phê duyệt chứ. Aaron nhìn Tris, đôi mắt trong suốt kia phản phất như đang rạng rỡ phát sáng, sùng bái vô cùng. Tris tâm tình thật tốt, trên mặt lộ ra nụ cười. ha ha, đương nhiên, ta thế nhưng là lão nhân viên, học đồ, ta còn không biết tên của ngươi đâu. An Gia, ngài gọi tôi là An Gia là được rồi. Á Luân chủ động tự giới thiệu. An Gia, tên không tệ. Trí cuối người nhìn Gia Ren, nụ cười ôn hòa vài phần. Ngươi cũng đừng luôn dùng ngài đến xưng hô ta, cảm giác đều bị ngươi gọi già rồi, trực tiếp gọi tên của ta Trí nữ sĩ đi. Tinh thể phát hiện ma thuật này như một món quà nhỏ cho cuộc gặp gỡ của chúng ta, bạn sẽ được kiểm tra trực tiếp ở đây, miễn phí. Sau này nếu có nhu cầu liên quan, bất kể là nguyên vật liệu hay là thành phẩm, đều có thể tới cửa hàng nhỏ của chúng tôi tìm tôi, cam đoan cho anh giá tốt nhất. Cảm ơn Tris phu nhân, bất quá tôi vẫn muốn thuê một ngày. Tris không hỏi thăm quá nhiều, nói thẳng. Cái này ma lực kiểm tra đo lường thủy tinh phí thuê là 6 miếng kim tháp lạc mỗi ngày, thuê lúc cần ký kết từ già lam học viện phát ra khế ước, nếu như vật phẩm phát sinh hư hao, ngươi phải dựa theo giá gốc bồi thường. Aaron trong túi ngượng ngùng, vùi đầu ngượng ngùng nói: "Trên người ta hiện tại chỉ có ba miếng kim tháp lạc, bất quá tháng sau Vương Thất biết ta tu luyện ra cái thứ nhất phù văn sau bọn họ sẽ cho ta tiền." Hết chương này. Chương 8. Cấu trang kỵ sĩ, thất bại phẩm hạ trang. Bạn đang nghe tại truyện.audio. chấm Chương 8. Cấu trang kỵ sĩ, thất bại phẩm kết cục Aaron cũng không dám đem tất cả kim tháp lạc tiêu hết vừa rồi hắn biết qua chợ đen giá cả. Tiền tệ lưu thông chủ yếu trong học viện già lam là ma thạch, nhưng cũng không có nghĩa là kim tệ loại kim loại quý hiếm có này bị giáng chức không đáng một đồng. Chỉ là sức mua của nó ở trong giới phù thủy cũng không cứng rắn như giới phàm tục. Giữ lại chút kim tháp lạc trong người, dù sao cũng tốt hơn không thừa một xu. Từ sáu miếng trực tiếp chém xuống ba miếng, Anga, anh đúng là một thương nhân trời sinh, ai, thật sự là không có biện pháp với anh ai cũng có lúc khó khăn. Trish dựa vào kể hàng, độ công no đủ, vì nàng tăng thêm vài phần mị hoặc câu người, tiếng nói của nàng vừa chuyển. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận thời gian thuê giảm bớt 2 phần 3, 3 miếng kim tháp lặc, ta có thể làm chủ cho ngươi thuê sử dụng 8 cái tự nhiên khi. Vốn là thuê 6 đồng vàng một ngày, tính ra mỗi giờ ước chừng 0,25 đồng vàng. Như vậy, Aaron thuê 8 tiếng chỉ cần trả 2 đồng vàng là được nhưng sổ sách trong hiện thực không tính như vậy trí nguyện ý dàn xếp nhượng bộ lấy ba quả kim tháp lạc giá cả để cho á luân thuê đây là nàng xem tại á luân thiên tư phân thượng đưa ra cá nhân đầu tư aaron à, à, nếu còn sửa chữa điểm chênh lệch này không chịu nhả ra sẽ chỉ đem chuyện này cho đàm phán sụp đổ gia lam học viện mỗi năm năm tuyển nhận học đồ như cá trích qua sông đếm không xuể trong đó có thiên phú học đồ không biết bao nhiêu nhưng lại có bao nhiêu thiên tài có thể đi đến cuối cùng đây? Thiên tài không có hoàn toàn biến hiện thiên phú của mình không tính là thiên tài chân chính. Húng hồ chuyện này đàm phán thất bại đối với Tris mà nói tổn thất đơn giản là một cọc giá trị ba miếng kim tháp lạc đại làm ăn một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng đối với Á Luân mà nói lại ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai của hắn. So sánh hai bên bên nào nhẹ bên nào nặng không cần nhiều lời. Tris phu nhân cô như vậy sẽ không bị ông chủ trách phạt chứ? trên mặt aaron hiện vẻ lo lắng. tris nhìn thấy aaron không giả vờ quan tâm, nụ cười ôn hòa lần nữa. yên tâm đi, không có việc gì đâu. các phù thủy già lam toàn thân lạnh lùng, nhưng bọn họ cũng có nhu cầu tình cảm thuộc về nhân loại. không có ai thích mình cả ngày bị người ta đối đãi với một khuôn mặt thối tha. trừ phi hắn là một tên biến thái. thật tốt quá, cảm ơn nữ sĩ tris ngài thật sự giúp tôi một việc lớn aaron à, à, chân thành cảm ơn vậy anh muốn cảm ơn tôi như thế nào đợi tháng sau vương thất gửi tiền vào tài khoản của tôi tôi nhất định sẽ đến chỗ ngài mua dụng cụ á à, luân vui vẻ nói người nhỏ bé trong học viện già làm có rất nhiều chỗ dùng tiền có chút tiền này thì tự mình tồn tại đi trí đối với Gia-Ren cảm quan không tệ hảo ý nhắc nhở anga Càng sớm tu luyện ra tinh thần hạt giống càng tốt, vượt qua học viện cho ra một năm kỳ, các ngươi đời này cũng chỉ có thể trở thành học viện vật tư tiêu hao." A à, Rồng hạ giọng, hỏi thăm: "Nếu ngài thuận tiện, có thể nói cho tôi biết không?" "Đây cũng không phải cái gì bí ẩn tình báo, không có gì không tiện, ta nghĩ ngươi tiếng hắc tập thời điểm nhìn thấy cửa hộ vệ đi. Bọn họ chính là không có ở trong một năm kỳ tu luyện ra tinh thần hạt giống học đồ." bởi vì thiếu nợ quá lớn không cách nào tại quy định thời gian bên trong trả hết, chỉ có thể bị ép tiếp nhận học viện cải tạo, trở thành cấu trang kỵ sĩ, vì học viện bán mạng. Kỵ sĩ cấu trang Một đám quỷ đoạn mệnh miễn cưỡng có thể sử dụng linh hoàng vu thuật. Trish mím môi nói Khuôn mặt của nàng ẩn ở trong bóng tối, làm cho người ta rất khó nhìn rõ biểu tình của nàng lúc này. Cảm ơn ngài, Trish nữ sĩ, ta nhất định sẽ mau chóng tu luyện ra tinh thần hạt giống vậy ta trước hết nói tiếng chúc mừng Anga Vu Sư tương lai. Đây là lễ vật của ngươi. Tris búng tay, một tờ giấy A4 khế ước trống rỗng xuất hiện. Hợp đồng thuê nhà hàng tạp hóa Lily Tris, tiêu đề thô đập vào mắt. Lily Tris. Tris. Tris phu nhân, xin hỏi ông chủ của cửa hàng này. Hai tay Tris chống nạnh, đầu hơi ngẩng lên, sợi tóc màu đầy rũ xuống, trên mặt lộ ra biểu tình đương nhiên. Đúng vậy, chính là tôi được rồi không chỉ là nhân viên cửa hàng còn là ông chủ khó trách kiên cường như vậy cuối hợp đồng cho thuê in hình đại diện cho học viện già lam trong một cái vòng tròn có một cái tam giác ngược ở giữa tam giác ngược còn dựng thẳng một con mắt lạnh như băng aaron à, à, chú ý tới con dấu này tản ra ma lực dao động như có như không hắn đem chi tiết đồ án này khắc ghi trong lòng lật xem nội dung khế ước sau khi xác nhận không có nhiều nội dung gì tại chỗ ký tên của mình Nilon Thế Giới Thông Thức từng có giới thiệu, loại khế ước này nhất định phải ký tên thật, trừ phi là ngươi đem đối phương trở thành một kẻ ngốc, cũng quyết định dùng cái này cố ý đùa dẫn chọc giận đối phương. Aaron Gathering Chris nhìn tên Aaron ký, nhíu mày, tươi cười ôn hòa đọc. Aaron Gathering Á Luân lộ ra nụ cười thuần phát lương thiện, xoa xoa hai tay giải thích. Anga là cái kia nhìn ta không vừa mắt cựu nhân tên, hắn cũng tự đến gia sát nhĩ công quốc, xem như thân thích của ta, đến học viện trước vẫn làm khó dễ ta. Bởi vì lúc trước trong giờ minh tưởng ta không nhường chỗ cho hắn, cho nên hận ta. Á Luân dăm ba câu nói rõ ngọn nguồn sự tình. Phóc xích, trí cười ha ha. Thật là một tiểu bằng hữu thú vị. Bản điếm còn có vô cụ phòng thân, nhưng thứ này chỉ bán không thuê nha. a, -a chỉ vào túi áo so với mặt còn sạch sẽ của mình cười khổ nói tris nữ sĩ ngài xem ta giống là người có tiền sao khó khăn chỉ là tạm thời ta rất xem trọng ngươi nha tương lai anga vu sư tris tại anga cái tên này tăng thêm âm điệu vừa nhìn chính là cái lão âm dương sư aaron lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn bà tris đừng trêu ghẹo tôi mẹ tôi đi sớm chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nghếch không được vui này xin lỗi xin ngài tha thứ aaron lời này xúc động tris nàng nhìn bởi vì dinh dưỡng không đủ cho nên chậm phát triển Aaron, hiểu được rất nhiều ngôn ngữ bên ngoài đồ vật, chân thành xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên nói như vậy. Muốn xin lỗi cũng là tôi xin lỗi trước, là tôi dùng tên giả lừa gạt ngài trước. Không có gì, phần cẩn thận này của ngươi là chính xác, trong thế giới phù thủy, cẩn thận một chút là đức tính tốt. Cảm ơn cô, nữ sĩ Tris. Á à, Luân dừng một chút, nói. Ta muốn đi xem lòng thú trước, có thể không? Lúc hắn nói lời này, Bất động Thanh sắc quan sát biểu tình trên mặt Tris. Tris không chút để ý khoác tay áo, nói: "Ta biết rồi, Thủy Tinh kiểm tra ma lực đặt ở chỗ ta trước đi, đợi lát nữa khi ngươi trở về nhớ lấy, tính giờ bắt đầu từ lúc ngươi lấy được." Bất quá ngươi xác định thật sự muốn đem ma lực kiểm tra đo lường Thủy Tinh mang về chỗ ở bên ngoài cũng không an toàn. Tris ám chỉ: Aaron nghe ra ý tứ bên ngoài của Tris, hắn cảm kích nói. Cho nên ta mới muốn đi lòng thú trước một chuyến, nếu thuận lợi, nói không chừng thuê kim tháp lạc kiểm tra thủy tinh là có thể trả đủ rồi. Tris gật đầu. Trong lòng cậu biết rõ là tốt rồi. Cô có một chút thiện cảm với Aaron, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Làm phiền ngài, nữ sĩ Tris. Nếu thật sự cảm thấy phiền toái tôi, nhớ sau này thường xuyên đến chăm sóc cửa hàng nhỏ. Sau này nhất định. Hết chương này. Chương 9. Bí ẩn bị tra tấn 300 năm linh hồn. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 9. Bí mật bị tra tấn 300 năm linh hồn rời khỏi căn phòng nhỏ tạp hóa Lilycris, loại cảm giác bị người theo dõi này lại xuất hiện. Gia Rèn không biết theo dõi hắn người là ai, hắn cũng không có quay đầu lại thăm, giả bộ không biết bước nhanh đi tới tu ân thủ vệ cùng Trish đồng nhắc tới thú lung. Lòng thú là một tòa nhà ba tầng độc lập, ngoại hình không khác gì các cửa hàng khác. Bên ngoài lòng thú có hai tráng hán như tháp sắt, bọn họ cùng tu ân ở cửa cho Aaron cảm giác giống nhau như đúc, xem ra cũng là kỵ sĩ cấu tạo. Có thể làm cho hai cái cấu trang kỵ sĩ đứng ở cửa làm bảo vệ cửa, cái này cửa hàng lai lịch bối cảnh cũng là không giống bình thường a. À. Xin chào, tôi là kỵ sĩ tu ân đề cử tới hộ vệ giống như tháp sắt đánh giá á luân một cái nghiêng người tránh ra aaron à à đẩy cửa đi vào trong đại sảnh có một nữ vu sư mặc áo bào phù thủy có một đôi tai cáo quyến rũ xoay eo rắn nước nghênh đón ngũ quan tinh xảo không tì vết nhìn thấy nàng liền biết hồng nhan họa thủy là như thế nào phù thủy quyến rũ thở ra như lan hoan nghênh quan lâm ta là hôm nay trực nhật chủ sự iron, khách nhân tới nơi này là muốn mướn hộ vệ hay là mua sắm nô lệ trong thông thức thế giới Nilon có giới thiệu liên quan. Á nhân tộc, nguyên bản sinh hoạt tại thứ vị diện, sau vị diện này bị niên vu sư sở chinh phục, trải qua mấy trăm năm thời gian, đã trở thành niên một thành viên. Chủng tộc này thường có tài năng chủng tộc riêng. Có tộc quần trời sinh thần lực, có tộc quần từ nhỏ đã có khứu giác nhạy bén đối với các loại mạch khoáng, còn có tộc quần có thể mơ hồ dự cảm được điểm mấu chốt ảnh hưởng đến cuộc đời mình, gọi là vận mệnh tàn hưởng nhưng nó chỉ kích hoạt một lần trong đời. Bởi vì loại thiên phú kỳ lạ này, tộc quần này sau khi bị vu sư công phá, chịu khổ giải phẫu, toàn bộ tộc quần rất nhanh điêu linh xuống. Cuối cùng bằng cách nào đó các pháp sư ngừng thí nghiệm với họ, tộc người này mới tránh được số phận bị diệt tộc. Xin chào, tôi là kỵ sĩ tu ân đề cử tới, tôi muốn thuê hộ vệ. Tôi biết rồi, mời khách đi theo tôi, đây là bản giá. Hồ Nhĩ chủ sự ngãi lâm lấy ra một tờ đơn, mặt trên còn lưu lại một vệt ám hương sâu kín. A à, rồng không phải loại người nhìn thấy phụ nữ liền không đi nổi đường, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía biểu mẫu. Kỵ sĩ trung cấp Có thể tay không đối phó 30 cái bình thường thanh niên cường tráng, trang bị xong có thể dễ dàng đối phó hai chi huấn luyện nghiêm chỉnh 10 người tiểu đội. Giá thuê ba đồng tiền vàng mỗi ngày, cần chủ nhân tự cung cấp chỗ ở kỵ sĩ cao cấp có thể tay không đối phó hai chi huấn luyện nghiêm chỉnh 10 người tiểu đội, trang bị xong có thể thay đổi một hồi loại nhỏ phàm tục chiến tranh hướng đi. Giá thuê 10 đồng vàng mỗi ngày, cần chủ nhân tự cung cấp chỗ ở cấu trang kỵ sĩ. Có thể sử dụng linh hoàng vu thuật, cụ trang sau có thể trực tiếp thay đổi một hồi loại nhỏ phàm tục chiến dịch hướng đi. Nếu như có ba gã kỵ sĩ kết trận, có thể tạm thời đối kháng trung cấp vu sư học đồ. Giá thuê một viên đá ma thuật mỗi ngày cần chủ nhân tự cung cấp chỗ ở lưu ý phạm vi hoạt động thuê kỵ sĩ chỉ giới hạn trong học viện nếu có yêu cầu khác yêu cầu chủ nhân phải trả thêm phí kỵ sĩ cấu trang lại mạnh như vậy sau khi trang bị có thể trực tiếp thay đổi hướng đi của một trận chiến dịch loại nhỏ cái này nếu là đặt ở phàm tục thế giới bên trong cũng đủ trở thành năm du thi nhân trong miệng khen ngợi truyền thuyết đi có lẽ lưu truyền ở thế tục bên trong những truyền kỳ kỵ sĩ kia chính là cấu trang kỵ sĩ. Như vậy, vu sư sáng tạo ra kỵ sĩ cấu trang, cường đại cỡ nào? A à, rồng không khỏi sinh lòng hướng tới. Khách nhân nếu cảm thấy những này không hài lòng, chỉ cần khách nhân có thể trả nổi ma thạch, vu sư học đồ bổn điếm cũng có thể thuê Nga. Ai cười dài nói. Các ngươi nơi này ngay cả vu sư học đồ cũng có thể thuê a à, ý thức được bối cảnh lòng thú có thể so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn. Đương nhiên, nơi này nhưng là ngồi ủng bốn cái công quốc, hai cái vương quốc, một cái đế quốc và Lam học viện. Chỉ cần giá cả thích hợp, coi như là cao cấp vu sư học đồ chúng ta cũng có thể vì khách nhân tìm đến. Á Luân bị thực lực lòng thú làm cho chấn động. Thực lực của các ngươi làm cho người ta thán phục. Cảm ơn khách đã khen ngợi. Xin hỏi nếu như ta thuê một cái sơ cấp phù thủy học đồ, có thể để cho hắn dạy ta nên căn bản thiền định pháp sao? Khách là tân sinh viên năm nay mới nhập học phải không? Mặc dù Irene đang đặt câu hỏi, nhưng vẻ mặt chắc chắn của cô ấy dường như đang nói, tôi đã ngửi thấy mùi tân sinh trên người anh. Chủ sự các hạ nói không sai. Loại khí chất này, đối với loại chuyên gia hàng năm giao tiếp với muôn hình muôn vẻ như ngải lâm mà nói, là không giấu được không có gì ngạc nhiên khi khách hàng có thể đưa ra câu hỏi này. Iron suy nghĩ một chút, kết luận bằng một từ. Câu hỏi sáng tạo. Nàng cười dài giải thích. Ở Già Lâm học viện, không có ai dám một mình vượt qua học viện bán hoặc là dạy người khác phương pháp thiền định, bao gồm cơ bản nhất nền cơ bản phương pháp thiền định. Người trước làm như vậy, linh hồn đã bị tra tấn hơn 300 năm. 300 năm. Đúng vậy, 300 năm nghe nói cái kia linh hồn sắp không được thời điểm, vu sư đại nhân sẽ dùng vu thuật cùng ma dược bổ dưỡng linh hồn của hắn, bảo đảm hắn có thể tiếp tục bị tra tấn. A A vừa nghe, cả người như rơi vào trong hầm băng, trái tim đập thình thịch lập tức lạnh đi một nửa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình muốn lợi dụng cái thứ nhất minh tưởng phù văn giải cấu đồ đến kiếm, trợ giúp cùng kỳ học đồ kế hoạch có như vậy ức điểm không quá thỏa đáng. May mắn hắn không có ngốc hồ hồ dơ bản thảo giấy khắp nơi bán ra, bằng không hiện tại câu chuyện này phiên bản nên đổi mới. Một cái tự cho là đúng tân sinh ỷ vào chính mình một chút khôn vặt liền muốn cầm học viện dạy tri thức đi kiếm tiền, cái kia linh hồn bị tra tấn hơn 300 năm tên xui xẻo lần này cuối cùng chờ được tân đồng bọn. Đợi đã. Aaron đột nhiên phát hiện ra một điểm mù. Linh hồn này đã bị tra tấn hơn 300 năm, trong lúc này, ngoại trừ tân sinh mấy khóa trước, tân sinh phía sau đại khái không biết tin tức này giống như bọn họ cũng không nghe được tin đồn tương tự mà á luân cũng không cảm thấy trong nhiều tân sinh như vậy chỉ có mình là đặc thù nhất duy chỉ có hắn có thể ghi nhớ mô hình giải cấu trúc phù văn thứ nhất đó là suy nghĩ của trẻ con trừ hắn ra khẳng định còn có tân sinh khác cũng có thể làm được lấy cái này suy đoán ở trước hắn tân sinh bên trong cũng không thiếu có người làm được điểm này đời đời chồng lên nhau số lượng cơ số này liền tăng lên sẽ luôn có người nghĩ đến việc kiếm lời. như vậy những người này không phải cũng bị bắt tra tấn sao? Aaron nói bóng nói gió hỏi. chẳng lẽ trước đó nhiều tân sinh như vậy không có ai xúc phạm điều này sao? chắc chắn sẽ có quỷ lỗ mãn ỉ vào trí thông minh của mình mà bán bản vẽ phù văn. đôi tai cáo của Irene khẽ rung lên và cô nhìn thấy điều gì đó từ câu hỏi của Aaron. vận mệnh tàn hưởng bên trong nhắc nhở tiết điểm sẽ là hắn sao? vấn đề này, ai rên cười tươi như hoa, hai ngón tay trắng như ngọc dơ lên. Hai đồng vàng. Trên người ta không mang tiền, nhưng ta có thể ký kết khế ước ma lực, chỉ cần các hạ không lừa dối ta, ta nhất định sẽ trả. Hai cái kim tháp lạc còn không đáng giá ta lừa dối ngươi, ai rên trợn trắng mắt. Bất quá trên đời này không có miễn phí cơm trưa, chúng ta vu sư thờ phụng đồng giá trao đổi. Cho nên chỉ cần nghe đáp án của ta, cũng đừng nghĩ quỵt nợ ngón tay thon dài của ngải lâm nhẹ nhàng cạo qua ngực á luân móng tay bén nhọn kia gãi á luân có chút ngứa ngáy hắn lại không có cảm thấy cái gọi là hương diễm trái tim bất an thùng thùng điên cuồng nhảy dựng lên a à a à rồng cảm giác mình muốn quịt nợ trái tim của hắn sẽ bị hồ nữ này móc ra hiện tại các hạ còn muốn nghe không nghe này hết chương này chương mười liễu ám hoa minh tiêu chuẩn kép học viện đối thiên tài ưu đãi bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 10. Liễu ám Hoa Minh, song tiêu học viện đối với thiên tài ưu đãi, tất cả tân sinh viên chỉ cần dựa vào năng lực của mình ghi nhớ ba phù văn đầu tiên, mặc kệ người bán hay dạy cho đồng cấp, học viện cũng sẽ không truy cứu. Iron nói thêm. Tất nhiên, có một điều kiện tiên quyết ở đây, đó là bạn phải tu luyện chúng trước. Aaron à, nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái. Với tác phong của học viện sao có thể ngầm đồng ý chuyện này chứ không cần cảm thấy kỳ quái irene phản phất có được thuật độc tâm giải thích phúc lợi này chỉ giới hạn trong tháng đầu tiên sau khi nhập học nó là ưu đãi của học viện già làm đối với thiên tài cái này tình báo tại hát tập bên trong cũng chỉ có chúng ta lòng thú rõ ràng nhất irene giơ lên quyến rũ mặt trái xoan kiêu ngạo cực kỳ có cơ hội thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liễu ám hoa minh hữu nhất thôn A. Kế hoạch chào hàng của hắn còn có thể làm. Các hạ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ nói các hạ đã tu luyện ra cái thứ nhất phù văn. Ai rên nụ cười nhạt đi, nghiêm túc hỏi. Không sai. Á luôn muốn trợ giúp các bạn học thân hãm nguyên vẹn, tất nhiên cần bảo tiêu thân thể cường tráng bảo vệ an toàn. Bối cảnh sâu không lường được, lòng thú có danh tiếng tốt là lựa chọn tốt nhất thuê bảo tiêu lòng thú còn muốn giấu giếm việc làm ăn của mình, vậy cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Thay vì che che giấu giấu, chẳng bằng ngay từ đầu đã sản khoái nói ra. Thời điểm nên khiêm tốn khiêm tốn, thời điểm nên thích hợp bày ra giá trị của mình cũng không nên chần chờ do dự. Iron không có một đôi mắt có thể dự đoán rõ ràng tương lai, nhưng nàng có một đôi mắt đọc qua vô số người. Cô bắt đầu nhìn về tương lai của Aaron. Gia Lam học viện không thiếu thiên tài, nhưng có rất nhiều thiên tài không hiểu được chân ý cẩn thận quả cảm thường thường như pháo hoa nở rộ ban đêm thoáng qua rồi biến mất á luân trong mắt nàng thiên tư xuất chúng đầu óc linh hoạt làm việc cẩn thận lại không thiếu quyết đoán tương lai chỉ cần không có ngoài ý muốn thân tổn ít nhất cũng là cao cấp học đồ sơ cấp học đồ tùy ý có thể thấy được trung cấp học đồ cũng không phải cái gì thưa thất đại nhân vật chỉ có học trò cao cấp là ngoại lệ có thể trở thành cao cấp học đồ, ý nghĩa cách tấn thăng thành chính thức vu sư chỉ có một đường cách. Mặc dù đường này là đường thẳng đứng. Nhưng ở trong học viện, học đồ cao cấp đã thuộc về lực lượng trung kiên trọng yếu. Và hắn nhất định có thể chính là vận mệnh tàn hưởng nhắc nhở tiết điểm. Kỳ thật mặc kệ Aaron có phải hay không, Iron đều cần hợp tác với hắn nàng thông qua mẫu thân của mình biết được quần đảo phía nam thuộc phạm vi thế lực của học viện gần đây có chút không an phận lắm theo các quy định được ban hành bởi hội đồng vĩnh cửu và theo thói quen của học viện họ có thể cử các tân sinh viên đương nhiệm qua đó để rèn luyện vào lúc này nếu ai có thể đề cao trình độ tổng thể của tân sinh viên khóa này học viện sẽ không keo kiệt ban thưởng nàng cũng có thể dựa vào cái này lựa chọn vị kia vu sư đại nhân làm lão sư bái làm đối phương học sinh nhận thức một chút ta tên là ngãi lâm ngãi lâm chủ động vươn tay phải ra á luân cùng bàn tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng nắm một cái nói ta tên á luân aaron lòng thú của chúng ta có biện pháp có thể làm cho việc làm ăn của các hạ trước khi lớp minh tưởng tiếp theo đến bao trùm toàn bộ tân sinh của học viện nói chuyện với người thông minh chính là bớt lo aaron hỏi thẳng có hợp pháp không luật ở đây là quy củ của già lam học viện hợp pháp nếu như Gia Rèn trong lòng nghi ngờ thú lòng chúng ta có thể cùng ngươi ký kết càng cao cấp khế ước có thể nói cho ta biết không á à luân khi đối mặt với tri thức mình không biết sẽ bảo trì thái độ khiêm tốn ham học hỏi ngải lâm kiên nhẫn nói khế ước có thể dựa theo lực tràng buộc chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp Bản khế ước mà Học viện Già Lam phát cho các thương hộ chúng ta chính là bản khế ước sơ cấp đơn giản nhất. Nếu có người vi phạm hợp đồng, dấu ấn trên đó sẽ tự động in lên người người vi phạm hợp đồng, sau đó sẽ bị đội chấp pháp Học viện bắt giữ. Các ngươi lúc nhập học cùng Học viện ký kết khế ước thuộc về trung cấp khế ước, vi phạm lời nói sẽ bị nguyền rủa, biến thành một không có lý trí huyết nhục quái vật. Khóe miệng Aaron giật giật. Gia Lam Học viện thật đúng là một nơi dân phong thuần phát lúc khai giảng liền đưa lên cho tất cả học đồ bọn họ một phần khế ước đại lễ bao. Dựa theo loại hình, khế ước lại có thể phân ra rất nhiều loại. Nếu thật sự có thể đàm phán thành hợp tác, lòng thú chúng ta sẽ cùng ngươi ký xuống đấy bằng khế ước. Nó là một trong những khế ước thường thấy nhất, theo khế ước tràn buộc hiệu lực thuộc về khế ước trung cấp. Loại chuyện này ngải lâm tiểu thư ngươi có thể làm chủ sao? Á Luân thận trọng hỏi. Iron Iron không có cảm giác bị mạo phạm, trên mặt nàng một lần nữa nở nụ cười, cười dài nói. Loại chuyện này đích xác có chút vượt qua chức năng quyền hạn của ta, kính xin gia ren ngươi trước ở chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta hướng thượng cấp của ta xin chỉ thị, rất nhanh có thể trở về. Iron dẫn Aaron đi vào một cái ghế lô, bên trong trái cây đồ ăn vặt đều có, trong ghế lô tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm, rất là dễ ngửi móng tay sơn màu tím của cô nhẹ nhàng gõ vào mảnh kim loại khảm trên tường mảnh kim loại chấn động phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe mời khách nhân thưởng thức màn biểu diễn tài nghệ miễn phí lòng thú của ta ngải lâm chớp chớp con ngươi như sương mù cười kiêu mị một đội mặt màu đen lồ mỏng vũ nữ từ cửa tối chậm rãi đi ra bắt đầu các nàng tài nghệ biểu diễn đúng là thời trung cổ sa đọa Aaron dùng ánh mắt phê phán hung hăng khinh bỉ một phen. Nghe tiểu khúc nhẹ nhàng chậm rãi, nhìn kỹ thuật nhảy của diệu mạng, tâm thần căng thẳng mấy ngày này thoáng thư giãn. Á Luân thưởng thức một hồi, chợt nhắm mắt lại bắt đầu phát họa phù văn đầu tiên trong đầu mình. Cũng không phải Á Luân giả thanh cao, hiện tại hắn còn không có tư cách phóng túng mình. Thật vất vả sống lại một đời, thật vất vả đạt được ngón tay vàng, hắn nếu là đần độn, chính hắn cũng sẽ nhìn không nổi chính mình. Hơn nữa, cái loại cảm giác thỏa mãn nhìn mình một chút trở nên mạnh mẽ này đối với Á Luân mà nói mới là hấp dẫn không cách nào kháng cự. Vốn tưởng rằng tiến vào trạng thái minh tưởng phải tốn không ít thời gian, Á Luân không nghĩ tới chính mình nhắm mắt lại rất nhanh liền trở nên tâm vô tạp niệm. Ba ngày khổ tu này mang đến cho Á Luân tài phú lớn nhất không phải tu thành phù văn thứ nhất, mà là ý chí của hắn, tinh thần của hắn đã được lột xác. Trở nên càng giống như một người tò mò chịu đựng được tịch mịch. Nửa giờ sau, Á Luân mở hai mắt ra, Vũ nữ chẳng biết trời đi lúc nào. Kinh nghiệm thiền định cơ bản của nên đi một. Nửa giờ tăng điểm một chút kinh nghiệm, có chút chậm, không biết tu thành cái khác phù văn sau, kinh nghiệm tăng trưởng có thể hay không nhiều một chút. Ngoài ra, tôi có thể đến phòng thiền để nâng cao hiệu quả tu luyện, như vậy cũng có thể cải thiện tốc độ gia tăng kinh nghiệm. Khách nhân thật đúng là cố gắng một phụ nhân quen thuộc khuôn mặt cùng ngải lâm có tám phần tương tự, mặc váy bó sát người đi vào ghế lô, đi tới đối diện á luân khép hai chân thon dài lại, chậm rãi ngồi xuống. Mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi a a rong cực kỳ giống đào mật chính, phong tình chân thành. Tôi là quản lý nơi này, khách nhân gọi tôi vuni ti là được rồi. Ernest quản lý, xin chào, tôi là á luân, tân sinh viên năm nay. Á luân đứng lên giới thiệu. hết chương này